Vào đêm khuya tại vùng ngoại ô, Điền Tịnh Thực ngã xuống vũng máu, bên cạnh là chiếc xe của cô đã bị hư hỏng nặng do va chạm. Một bên khác là chiếc xe tải đã va chạm với xe cô và một quan tài kỳ lạ. Quan tài này bị mở ra do va chạm, máu của Điền Tịnh Thực chảy vào quan tài và người bên trong tiếp xúc với máu của cô đã kỳ diệu sống lại. Người trong quan tài tên là Tiết Linh Kiều, anh đã sống trên thế gian này 400 năm vì thế nên anh sở hữu cuộc sống bất tử mà không bệnh không đau. Cho đến 100 năm trước, kẻ xấu đã ra tay cắt đứt động mạch cổ của anh và rút sạch máu ra khỏi cơ thể anh. Sau đó họ còn vô tình đưa anh vào trong quan tài và để chìm xuống đáy sông Vĩnh Viễn. Sau một thời gian, quan tài này được người ta tìm được và vớt lên. Một người sưu tầm riêng biệt đã cẩn thận lưu giữ trong bảo tàng của mình. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc khi phát hiện người bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Các nhà khoa học trong giới học thuật đã đặt cho cơ thể anh là Ngủ Đông. Trung tâm nghiên cứu đã thuê cơ thể Ngủ Đông này từ bảo tàng riêng và nhờ hai tài xế xe tải vận chuyển. Không ngờ khi đến ngã tư đã không may va chạm với xe của Điền Tịnh Thực. Điền Tịnh Thực là một nữ diễn viên hàng hai trong làng giải trí. Trước khi sự việc xảy ra, cô vừa mới cầu hôn bạn trai mình là Lý Yến Chi. Cô đã sắp xếp lễ cầu hôn tại một nhà hát opera và mời bạn bè thân thiết của mình đến để họ ngồi trong góc tối và chứng kiến hạnh phúc của cô. Nhưng điều không ngờ tới là Lý Yến Chi đã từ chối lời cầu hôn của cô, lý do là anh đã phải lòng bạn thân của Điền Tịnh Thực, Tạ Linh Lợi. Điền Tịnh Thực cảm thấy vô cùng mất mặt, liền chạy lên sân thượng. Sau khi bị trưởng nhóm bảo vệ chế nhạo, cô bỗng trở nên tỉnh táo, từ bỏ ý định lái xe chuẩn bị về nhà. Khi đến ngã tư, cô nhìn thấy những bông hồng chuẩn bị cho lễ cầu hôn trong xe. Sự tức giận của cô nổi lên, cô cúi đầu bận rộn sắp xếp đồ đạc, không để ý đã không chuyển số về chỗ trống, do đó xe của mình vẫn tiếp tục di chuyển và xảy ra tai nạn với xe tải. Sau khi tỉnh dậy, Tiết Linh Kiều đã hôn Điền Tịnh Thực, thực ra là lợi dụng cơ hội để truyền máu của mình vào cơ thể Điền Tịnh Thực, bởi máu của anh có khả năng làm lành vết thương tự động. Sau khi làm xong tất cả, khi có người qua đường tốt bụng gọi cảnh sát, không muốn thu hút sự chú ý, Tiết Linh Kiều đã trốn đi, cho đến khi thấy cảnh sát và bác sĩ đến mới rời đi. Nhờ máu của Tiết Linh Kiều, Điền Tịnh Thực an toàn không hề hấn gì, nhưng cô đã kiên quyết muốn ở lại bệnh viện, bởi cô không muốn ra ngoài đối mặt với tin tức lời cầu hôn bị từ chối. Trong khi đó, Tiết Linh Kiều cũng luôn tự hỏi không biết ai là người đã thiết kế bẫy mình cách đây 100 năm. Đồng thời, anh cũng phát hiện ra rằng bản thân sau 100 năm Ngủ Đông hoàn toàn không hòa nhập được với xã hội hiện tại. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là anh có thể cảm nhận được nhịp tim của Điền Tịnh Thực. Vì vậy, anh lần theo âm thanh đến phòng bệnh của Điền Tịnh Thực. Vào lúc nửa đêm, khi Điền Tịnh Thực đã chìm vào giấc mơ, anh đã đến bên cạnh cô, tỉnh dậy bất ngờ thấy một người đàn ông lạ mặt đứng bên giường, cô đã hét lên vì sợ hãi. Tiết Linh Kiều ngay lập tức sử dụng siêu năng lực biến mất khỏi phòng bệnh, y tá vào không thấy bóng dáng người lạ mà cô nói, nhưng chỉ có Điền Tịnh Thực mới cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ. Sau khi quan sát, Tiết Linh Kiều cho rằng Điền Tịnh Thực là một cô gái ngây thơ và hơi mơ mộng, anh quyết định bắt đầu từ Điền Tịnh Thực để Phùng Đông Đông phá sự thật về sự ra đi của mình. Trong lúc chán trường ở bệnh viện, Điền Tịnh Thực muốn ăn một thứ gì đó ngon miệng, nhưng lại không muốn để fan hâm mộ chờ đợi bên ngoài phát hiện ra làm hỏng hình tượng. Vì vậy, cô đã lén lút trèo tường, nhưng không ngờ lại gặp xui khi vừa trèo qua tường thì lại rơi xuống giếng. Điền Tịnh Thực chỉ còn cách cầu cứu người xung quanh. Tiết Linh Kiều, người luôn canh gác bên ngoài bệnh viện với khả năng nghe siêu phàm, đã nghe thấy tiếng cầu cứu của cô và đến bên giếng. Sau khi hỏi Điền Tịnh Thực một vài, anh đã cứu cô ra. Câu trả lời của Điền Tịnh Thực đã chạm đến trái tim anh, bởi vì Điền Tịnh Thực thẳng thắn bày tỏ rằng cô không muốn có một cuộc sống mãi không già. Bởi như vậy chỉ có thể nhìn thấy người thân lần lượt qua đời trước mặt mình sẽ sống như vậy sẽ vô cùng cô độc. Và những lời này chính là tiếng nói từ trái tim Tiết Linh Kiều. Điền Tịnh Thực không còn lý do để ở lại bệnh viện khi tất cả các chỉ số sức khỏe của cô đều đạt chuẩn, cô chỉ còn cách xuất viện mặc dù không hề muốn. Ngay tại cổng bệnh viện, cô đã bị phóng viên bao quanh chờ sẵn phỏng vấn. Họ trực tiếp hỏi về việc có một người đàn ông lạ mặt đã thực hiện hô hấp nhân tạo cho cô khi cô bị thương và muốn biết cảm nghĩ của cô về vấn đề đó. Lúc đó Điền Tịnh Thực mới biết có chuyện này và sau đó đã về nhà hỏi mẹ mình. Mẹ cô thản nhiên rằng tất cả đã được viết trong bản tin, chỉ là Điền Tịnh Thực không muốn xem mà thôi. Điền Tịnh Thực bực bội la hét, nói rằng đó là nụ hôn đầu của mình, trong khi mẹ cô lại chế nhạo cô đã qua lại với 7 người bạn trai nhưng vẫn chưa mất nụ hôn đầu. Dự định nghỉ ngơi 2 tháng của Điền Tịnh Thực tan thành mây khói khi thấy hóa đơn thẻ tín dụng của mình đã chạm đáy. Cô đầy quyết tâm trở về nhà, chuẩn bị thu dọn đồ đạc để bắt đầu lao vào làm việc kiếm tiền. Không ngờ, ngay khi về đến cửa nhà, cô đã gặp Lý Yến Chi đang đợi mình. Điền Tịnh Thực không có dũng khí đối mặt với Lý Yến Chi, đã nói lời chia tay như một tràng pháo rồi vội vàng đóng cửa, ngồi xuống sàn nhà suy sụp khóc nức nở. Đêm đó, Tiết Linh Kiều theo nhịp đập trái tim để tìm đến nhà Điền Tịnh Thực, cô cũng vì bê buồn trong tim mà ra ngoài hít thở, hai người chạm mặt nhau trước cửa nhà. Đúng lúc đó, bạn trai cũ của Điền Tịnh Thực, Diệp Thần, đã đến tìm cô vì mục đích riêng. Vì Diệp Thần làm việc tại viện nghiên cứu và muốn thu thập thông tin từ Điền Tịnh Thực về hiện trường vụ tai nạn để tìm hiểu về tung tích của cơ thể Ngủ Đông. Khi đến công ty, Điền Tịnh Thực và đồng nghiệp Phùng Đông Đông trò chuyện với nhau. Cô kể cho Đông Đông nghe rằng mỗi đêm cô đều gặp phải xác ướp gõ cửa nhà mình. Đông Đông an ủi Điền Tịnh Thực rằng những chuyện như vậy xảy ra với nữ chính chứ không thể nào xảy ra với cô, vì cô luôn giữ vị trí nữ phụ bất kể bao nhiêu năm. Trong lúc hai người đang tán gẫu, ngôi sao hàng đầu của công ty, Trương Huyên Huyên đã đến phòng của Điền Tịnh Thực. Dù là bạn tốt, nhưng lần này, Điền Tịnh Thực thấy Trương Huyên Huyên đã sợ hãi. Hóa ra, một tháng trước, Điền Tịnh Thực đã hái sạch hoa hồng nước collagen Trương Huyên Huyên trồng trong sân nhà mình để cầu hôn bạn trai Lý Yến Chi.
Trương Huyên Huyên tức giận nói với Điền Tịnh Thực, cô đã từng cảnh báo Điền Tịnh Thực rằng người như cô thậm chí trên lòng bàn tay Đường Hôn Nhân cũng không có, thì đừng nghĩ đến mấy chủ ý ngu xuẩn kiểu cầu hôn nữa. Sau đó, Trương Huyên Huyên đưa Điền Tịnh Thực đi gặp thầy bói mà cô tin tưởng, người đã nói rằng số mệnh của Điền Tịnh Thực là một số phận xui xẻo hiếm có. Trương Huyên Huyên đã yêu cầu sư phụ của mình đưa ra giải pháp cho Điền Tịnh Thực, và thầy bói nói rằng Điền Tịnh Thực cần tìm một người có số mệnh cứng hơn mình. Điền Tịnh Thực lập tức hỏi thầy xem số của mình có cứng không. Dưới ánh mắt sắc khí của Điền Tịnh Thực, thầy không chỉ ngã xuống đất mà còn bị chậu hoa sứ đập vào đầu và ngất đi trước khi kịp nói với Điền Tịnh Thực bốn chữ: số bạn thật cứng. Khi trở về nhà, Điền Tịnh Thực đã đăng bài trên mạng tìm người muốn thuê nhà của mình để người đó phù hợp với lời khuyên của thầy bói. Điền Tịnh Thực đã liệt kê một loạt điều kiện kỳ quặc như đầu to và tròn, và không ngờ có nhiều người gọi điện đến hỏi, nhưng có vẻ như không ai phù hợp với các điều kiện đó. Tiết Linh Kiều trở về ngôi nhà của mình, một ngôi nhà được xây dựng vào cuối thời nhà Thanh với phong cách cổ kính, và bất ngờ phát hiện ra rằng nơi này đã trở thành một điểm du lịch. Không còn nơi nào để đi, Tiết Linh Kiều đành đến bên bờ biển ngồi suy nghĩ. Anh tổ chức lại suy nghĩ của mình, quyết tâm tìm kiếm Diệp Thần thuộc về trung tâm nghiên cứu và cảnh sát Lý Yến Chi, cả hai đều có liên quan đến Điền Tịnh Thực, người đã cứu sống anh. Do đó anh cho rằng muốn tìm ra kẻ muốn hại mình, anh cần phải kết minh với Điền Tịnh Thực trước. Tuyết Linh Kiều đã dành thời gian ở thư viện để nhanh chóng bắt kịp mọi kiến thức để tái hòa nhập với thời kỳ hiện đại. Và nhớ mọi thứ chỉ sau một lần đọc, anh đã nhanh chóng học cách sử dụng máy tính một cách thuần thục. Anh thấy tin đăng tuyển người thuê phòng của Điền Tịnh Thực trên máy tính và đã quyết định tiếp cận cô bằng cách đến thẳng nhà Điền Tịnh Thực dựa theo địa chỉ trên mạng. Điền Tịnh Thực khi thấy Tuyết Linh Kiều đã tưởng anh là người của chương trình Lá Cải đến làm phiền và không do dự đã từ chối anh ngay tại cửa. Nhưng điều Điền Tịnh Thực không ngờ tới là khi cô bước vào phòng mình, cô bất ngờ phát hiện người đàn ông vừa đứng ngoài cửa nhà mình giờ đang ngồi thoải mái trên ghế và xem One Piece trên iPad của cô. Điền Tịnh Thực cảm thấy rất không vừa ý khi chào đón vị khách không mời mà đến này, nhưng khi cô nhìn vào ánh mắt của Tiết Linh Kiều, cô đột nhiên nhận ra đây chính là chàng trai đã đối mặt với mình dưới tầng nhà vài đêm trước, cũng chính là cơ thể ngủ đông mà Diệp Thần đang tìm kiếm. Điền Tịnh Thực cảm thấy rất kinh hoàng và vội vã tìm cớ ra ngoài mua cà phê để trốn tránh, nhưng không ngờ khi đi xuống cầu thang đã không may té ngã. May mắn thay, Tiết Linh Kiều là người có khả năng di chuyển tức thời, đã kịp thời đỡ lấy cô. Tiết Linh Kiều đã tìm thấy trang web Điền Tịnh Thực đăng tin tìm người ở ghép và yêu cầu được ở lại. Anh giải thích với Điền Tịnh Thực rằng mình sẽ rời đi ngay khi tìm được lời giải cho câu hỏi của mình. Điền Tịnh Thực không tìm ra lý do gì để từ chối nên đành tạm thời chấp nhận. Tiết Linh Kiều cố gắng giải thích cho Điền Tịnh Thực về sự thật rằng mình bất tử, nhưng Điền Tịnh Thực chỉ cười nhạo và không tin những gì anh nói. Người đã gài bẫy Tiết Linh Kiều cách đây 100 năm cũng tìm ra được tung tích của anh và biết rằng anh đang sống tại nhà Điền Tịnh Thực, họ đang ấp ủ một âm mưu lớn hơn. Điền Tịnh Thực tìm kiếm trên mạng cách để làm cho yêu quái sợ hãi. Cô đã thử từng cái một nhưng mỗi lần đều làm tổn thương chính mình, thậm chí còn làm mình lúng túng. Trương Huyên Huyên và bạn trai của cô là Hồng Thế Quang đã cùng nhau đi ăn, nhưng hóa ra cả hai chỉ đang diễn trước mặt truyền thông. Và mặc dù Trương Huyên Huyên hoạt động trong giới giải trí, nhưng cô là người thừa kế duy nhất của tập đoàn họ Trương, do đó việc cô diễn xuất chỉ là sở thích cá nhân. Cuối cùng cô vẫn phải quay về quản lý doanh nghiệp gia đình. Điền Tịnh Thực tham gia một chương trình truyền hình có tên Mozan Beauty. Trong phần kết nối với khán giả, một khán giả đã sử dụng chuyện cầu hôn bị từ chối của Điền Tịnh Thực để chế nhạo, khiến Điền Tịnh Thực rất bối rối trên sóng truyền hình. Phóng viên Phùng Đông Đông của chương trình vì thế mà bị sa thải. Đông Đông đã kéo Điền Tịnh Thực ra mà khóc lóc kể lể, và Điền Tịnh Thực đã bị thuyết phục đồng ý với yêu cầu của anh để anh trở thành quản lý của mình. Sau khi chương trình kết thúc đã là khuya, Điền Tịnh Thực chuẩn bị điều khiển chiếc xe máy nhỏ của mình về nhà sau khi chiếc ô tô đã bị hỏng do tai nạn. Lý Yến Chi đã đến kịp thời muốn giúp cô nhưng cô dứt khoát từ chối, để lại xe cho Điền Tịnh Thực nên đã tự mình đi trên chiếc xe máy của cô. Dù Điền Tịnh Thực cố tỏ ra bình thản như không có gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy món quà cô từng tặng Lý Yến Chi treo trong xe và nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, mắt cô đỏ hoe. Sáng hôm sau, Phùng Đông Đông, người làm quản lý, đã thực hiện trách nhiệm mang bữa sáng đến nhà Điền Tịnh Thực, nhưng anh ta ngớ người khi thấy Tiết Linh Kiều mở cửa. Anh ta đã hiểu nhầm mối quan hệ giữa Tiết Linh Kiều và Điền Tịnh Thực. Điền Tịnh Thực giải thích với Phùng Đông Đông rằng Tiết Linh Kiều là anh họ của cô. Phùng Đông Đông đã nhận ra Tiết Linh Kiều chính là thần đồng thư viện đang được mạng xã hội chú ý và đối xử với Tiết Linh Kiều rất ân cần, chu đáo. Điều này khiến Điền Tịnh Thực hơi không hài lòng. Đông Đông nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Điền Tịnh Thực, giúp cô xoa bóp chân và thông báo lịch trình ngày hôm đó cô sẽ đi thử vai cho một bộ phim. Đã được chọn làm nữ phụ, Điền Tịnh Thực rất vui và thấy tự hào, nhưng cô không biết rằng chính nữ chính Trương Huyên Huyên đã giới thiệu cô với đạo diễn. Tiết Linh Kiều thấy nhiều cô gái trên mạng theo đuổi mình, anh có linh cảm không lành rằng kẻ thù của anh đã biết tin anh tỉnh lại hay chưa. Điền Tịnh Thực mua anh đào cho Tiết Linh Kiều, người chỉ uống nước ép, để anh có thể ép nước uống. Điều khiến cô bất ngờ là Tiết Linh Kiều cũng mua KFC cho cô. Trong lúc tán gẫu, Điền Tịnh Thực biết được Tiết Linh Kiều mất một đoạn ký ức. Tiết Linh Kiều vô tình nhìn thấy bức ảnh chung của Điền Tịnh Thực và Lý Yến Chi. Anh thẳng thắn chỉ ra Điền Tịnh Thực rất yêu anh ấy, nhưng Điền Tịnh Thực cứng đầu phủ nhận và đã vứt bức ảnh của họ vào thùng rác. Ban đêm, Điền Tịnh Thực đến bên thùng rác tìm kiếm album ảnh nhưng không có kết quả gì. Cô thất vọng buồn bã ngồi xuống vỉa hè. Tiết Linh Kiều mang album ảnh đến bên cô và đưa album cho cô. Hóa ra, Tiết Linh Kiều đã sớm nhận ra Điền Tịnh Thực coi cuốn album này như một bảo vật. Anh không hề vứt bỏ cuốn album. Điền Tịnh Thực cũng thừa nhận mình vẫn yêu Lý Yến Chi đến bây giờ. Lý Yến Chi là một sĩ quan cảnh sát, đang điều tra vụ tai nạn xe của Điền Tịnh Thực.
Anh nhìn thấy hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn và phát hiện điều bất thường. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Điền Tịnh Thực toàn thân đầy máu, nhưng với vết thương của cô, không thể có nhiều máu như vậy. Diệp Thần, một giáo sư tại trung tâm nghiên cứu và cũng là người hướng dẫn của nhiều sinh viên đại học, vừa kết thúc bài giảng thì thấy Lý Yến Chi đang chờ bên ngoài. Lý Yến Chi đến để thảo luận về vụ tai nạn xe của Điền Tịnh Thực với anh. Anh đã chia sẻ những điểm bất thường mà mình phát hiện. Cả hai đều đồng ý rằng nếu hai tài xế xe tải chết tại chỗ, điều đó có nghĩa là ngoài Điền Tịnh Thực còn có một người khác tại hiện trường. Điền Tịnh Thực ở nhà học kịch bản, màn diễn xuất của cô bị Tuyết Linh Kiều chê bai không thương tiếc. Biết rằng mình diễn xuất không tốt, nhưng vì xấu hổ Điền Tịnh Thực cứng đầu phản bác. Vì kịch bản của cô có liên quan đến yêu quái, cô đã nảy ra ý định hỏi Tuyết Linh Kiều là một người khác biệt so với người thường, cảm giác của anh ra sao. Lời nói của Điền Tịnh Thực khiến Tuyết Linh Kiều nhớ lại quá khứ. Cách đây hàng trăm năm, gia tộc Tuyết nổi tiếng khắp triều đình, cha của Tuyết Linh Kiều làm quan trong triều. Tuyết Linh Kiều là con trai duy nhất của gia đình, anh vô cùng tài năng và đã đính ước với con gái của một vị tướng. Tuy nhiên, Tuyết Linh Kiều bị một con báo mây cắn khi đi săn trên núi, bị sốt cao không giảm, vết thương bắt đầu hoại tử, anh liên tục hôn mê. Cha của Tuyết Linh Kiều đã mời một thầy thuốc giỏi để chữa trị cho anh. Thầy thuốc đề nghị phải làm phương pháp lấy độc trị độc trong 3 ngày để loại bỏ độc tố trong cơ thể. Cha mẹ của Tuyết Linh Kiều đau lòng nhưng đồng ý. Thầy thuốc chỉ định Tuyết Linh Kiều hàng ngày chỉ được uống nước sâm, không ăn được thứ gì khác ngoài thực phẩm lỏng. Phương pháp đó rất hữu ích, cơ thể của Tuyết Linh Kiều ngày càng hồi phục. Khi bước ra phố, anh bất ngờ phát hiện mình có thính lực siêu phàm, có thể nghe thấy tiếng động từ hàng chục mét xa. Anh nghe thấy mọi người bàn tán về mình như một quái vật. Tuyết Linh Kiều kiêu ngạo không chịu đựng được sự kỳ thị từ mọi người, ôm trong mình một bụng tức quay về nhà. Thầy thuốc lại đến lấy máu của Tuyết Linh Kiều, nhưng điều kỳ lạ là vết cắt trên tay anh tự động lành lại, khiến thầy thuốc cũng rất ngạc nhiên. Vào ban đêm, Tuyết Linh Kiều vẫn đang tìm hiểu về việc vết thương của mình tại sao tự động lành lại. Anh nghe thấy cuộc trò chuyện của cha mẹ. Hóa ra, không có bức tường nào không lọt gió. Mọi người đều cho rằng Tuyết Linh Kiều là một quái vật. Thậm chí cả hoàng đế cũng biết chuyện này. Cha của Tuyết Linh Kiều muốn từ chức và đưa Tuyết Linh Kiều đi xa, nhưng Tuyết Linh Kiều không muốn liên lụy cha mẹ nên đã từ biệt họ. Những người đã thiết kế để gài bẫy Tuyết Linh Kiều, sau khi biết tin anh tỉnh lại, lại bắt đầu ấp ủ một âm mưu lớn hơn. Họ vẽ một bức tranh của Tuyết Linh Kiều và đã làm cho bức tranh trở nên cũ kỹ, sau đó liên lạc với Tuyết Linh Kiều qua mạng. Sáng hôm sau, Tuyết Linh Kiều thức dậy và phát hiện Điền Tịnh Thực nằm trên người mình. Hóa ra, Điền Tịnh Thực luôn tò mò về nguồn gốc của nhịp đập lạ mạnh mẽ mà cô có thể cảm nhận được, và cô đột nhiên nhận ra rằng nhịp đập đó chính là của Tuyết Linh Kiều. Tuyết Linh Kiều trung thực kể cho cô nghe, do máu của Điền Tịnh Thực chảy vào người anh trong ngày xảy ra tai nạn xe, nên tim họ có cùng tần số nhịp đập, trong một khoảng cách nhất định có thể cảm nhận được lẫn nhau, nhưng nếu quá gần hoặc quá xa thì không thể cảm nhận được. Và nếu một trong hai người có biến động cảm xúc lớn, dù có xa đến đâu người kia cũng có thể cảm nhận được. Điền Tịnh Thực tò mò, để đuổi Tuyết Linh Kiều ra khỏi nhà mình, đã dùng lý do muốn biết khoảng cách có thể cảm nhận được để yêu cầu Tuyết Linh Kiều đi xa hơn. Điền Tịnh Thực nghĩ rằng Tuyết Linh Kiều đã đi xa 5 km, không thể tìm đường về nhà, nhưng khi cô vừa bước vào nhà đã thấy Tuyết Linh Kiều ung dung ngồi trên sofa và lướt web. Kế hoạch không thành của Điền Tịnh Thực khiến cô rất chán nản, và Tuyết Linh Kiều đã chứng kiến tất cả. Anh quyết tâm phải tìm ra cách để Điền Tịnh Thực tự nguyện muốn giữ anh lại. Cha mẹ của Điền Tịnh Thực đã gọi Phùng Đông Đông đến nhà mình bằng cách dùng cả lời ngon tiếng ngọt lẫn hứa hẹn về lợi ích. Họ đã khiến Phùng Đông Đông đồng ý với điều kiện của họ, đó là cập nhật mọi động thái của Điền Tịnh Thực cho họ biết. Giáo sư Lý, người hướng dẫn của Diệp Thần, nhận ra điều bất thường tại hiện trường vụ tai nạn xe của Điền Tịnh Thực và muốn lấy máu của cô để kiểm tra xem có di chứng gì không, dưới danh nghĩa giúp đỡ Điền Tịnh Thực. Nhưng Điền Tịnh Thực, sau khi biết mình được Tuyết Linh Kiều đã cứu sống mình bằng máu của anh, đã từ chối đề nghị của giáo sư Lý. Để làm cho Điền Tịnh Thực muốn giữ mình lại, Tuyết Linh Kiều đã chuẩn bị bữa sáng ngọt ngào cho cô, nhưng vì không biết nấu ăn, anh đã cho quá nhiều muối vào cháo, khiến Điền Tịnh Thực phải khổ sở. Một bên khác, những kẻ xấu với ý đồ không lành đã mời Tuyết Linh Kiều ra ngoài bằng cách trao đổi tranh vẽ. Tuyết Linh Kiều đến địa điểm hẹn, khi ở trường quay, Điền Tịnh Thực cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ, từ đó suy luận rằng Tuyết Linh Kiều chắc chắn ở gần đó. Tại hiện trường quay, theo yêu cầu của kịch bản, bạn diễn của Điền Tịnh Thực sẽ cắt vào tay cô, nhưng không hiểu sao, dao dùng trong cảnh quay lại là dao thật và tay của Điền Tịnh Thực đã bị thương, máu chảy không ngừng. Tuyết Linh Kiều bước vào thang máy nhưng phát hiện ra thang máy gặp sự cố. Anh nghi ngờ có ai đó cố ý sắp xếp điều này với ý đồ xấu, nhưng đã quá muộn và không khí lạnh không ngừng thổi vào thang máy. Tuyết Linh Kiều dù có khả năng đặc biệt nhưng vẫn run lạnh và dần yếu đi trong cái lạnh. Kẻ xấu từ xa theo dõi mọi động thái trong thang máy, quyết định chờ đợi Tuyết Linh Kiều chịu rét trong một ngày đêm trước khi xử lý. Còn Điền Tịnh Thực, vì bị thương nên ở nhà nghỉ ngơi, nhận ra Tuyết Linh Kiều đêm muộn vẫn chưa về, lo lắng cho an toàn của anh, cô đã ra ngoài tìm kiếm anh. Dựa vào trải nghiệm cảm nhận nhịp đập trong ngày tại phim trường, cô phỏng đoán được vị trí của Tuyết Linh Kiều. Cô đến tòa nhà Tuyết Linh Kiều bị kẹt, anh nghe thấy tiếng gọi của cô và đã phản hồi để cô tìm được anh. Điền Tịnh Thực đã tìm cách lấy rìu từ hộp cứu hỏa, sử dụng nó để mở ra một khe cửa thang máy rộng 10 cm. Sau đó, cô tìm thấy gỗ trong phòng đồ linh tinh, cố gắng tạo ra lửa để sưởi ấm cho anh. Cảm nhận được hơi ấm, Tuyết Linh Kiều dần phục hồi sức mạnh đặc biệt, anh cắn chặt răng, mở cửa thang máy một cách dứt khoát và sau đó gục vào lòng Điền Tịnh Thực. Kẻ thù kiêu ngạo đã tắt camera giám sát, cho phép Điền Tịnh Thực thành công đưa Tuyết Linh Kiều về nhà an toàn. Sáng hôm sau, khi biết Tuyết Linh Kiều đã trốn thoát, hắn chỉ còn biết hối hận. Điền Tịnh Thực,
với vết thương ở tay, đã ở nhà nghỉ ngơi và Tiết Linh Kiều đến phòng cô để nói chuyện. Điền Tịnh Thực liên tục than phiền và mong muốn Tiết Linh Kiều chuyển ra khỏi nhà mình. Tuy nhiên, Tiết Linh Kiều không nói gì mà chỉ hôn cô. Thực ra là Tiết Linh Kiều đã cắn vỡ môi mình và nhân cơ hội truyền máu của mình vào miệng Điền Tịnh Thực. Điền Tịnh Thực không hiểu chuyện gì đang xảy ra đã định tát Tiết Linh Kiều, nhưng anh đã ngăn chặn và mở băng tay cho Điền Tịnh Thực. Khi nhìn thấy vết thương trên tay mình đã lành lặn, Điền Tịnh Thực lập tức hiểu ra máu của Tiết Linh Kiều có khả năng chữa lành mọi bệnh tật và vết thương. Cô cũng nhận ra mình sống sót sau vụ tai nạn xe lớn cũng nhờ vào máu của Tiết Linh Kiều, và từ giờ Điền Tịnh Thực coi Tiết Linh Kiều như ân nhân của mình. Chuông cửa reo, Tiết Linh Kiều với thính giác siêu phàm nói với Điền Tịnh Thực rằng có 3 người đang ở cửa. Điền Tịnh Thực lo lắng yêu cầu Tiết Linh Kiều ẩn nấp rồi vội vàng chạy xuống mở cửa. Hóa ra mẹ của Điền Tịnh Thực biết con gái bị thương ở tay đã dẫn theo Trương Tuyên Tuyên và bác sĩ đến thăm. Bác sĩ muốn thay băng cho Điền Tịnh Thực nhưng tay cô đã hồi phục, không muốn để mọi người biết bí mật của mình và Tiết Linh Kiều nên đã quyết liệt chống cự. Điền Tịnh Thực liếc nhìn Tiết Linh Kiều ở lầu trên cầu cứu và Tiết Linh Kiều đã lẳng lặng dùng một nút áo làm đầu cồn sát trùng trên bàn, khiến mẹ Điền Tịnh Thực không còn cách nào khác phải để lại lời nhắc nhở và rời đi. Sau khi mẹ của Điền Tịnh Thực ra đi, Điền Tịnh Thực bắt đầu thương lượng với Tiết Linh Kiều vì cô không thể chấp nhận việc mất đi nụ hôn đầu của mình mà không hề hay biết bởi Tiết Linh Kiều. Tiết Linh Kiều giải thích rằng chỉ có sử dụng đầu lưỡi, anh mới có thể kiểm soát tốc độ lành vết thương của mình để máu có thể chảy vào cơ thể Điền Tịnh Thực. Điền Tịnh Thực đành chấp nhận một cách miễn cưỡng. Điền Tịnh Thực muốn gọi điện cho bạn bè để tìm kiếm sự giúp đỡ, hy vọng tìm ra cách để đuổi Tiết Linh Kiều đi. Nhưng sau khi lướt qua toàn bộ danh bạ điện thoại, cô nhận ra không ai phù hợp để nhờ vả. Cô quyết định ngày mai sẽ đi hỏi ý kiến của Trương Tuyên Tuyên, người giới thiệu cho cô một vị chuyên gia. Khi vị chuyên gia này nhìn thấy Điền Tịnh Thực, ông lập tức có vẻ mặt lo lắng. Điền Tịnh Thực nói rằng gần đây cô bị một thứ kỳ lạ ám ảnh, nhưng vị chuyên gia hiểu lầm rằng cô bị ma quỷ quấy rối. Nhớ lại trải nghiệm trước đó, vị chuyên gia vẫn còn ám ảnh. Ông bảo Điền Tịnh Thực rằng nếu người này đã quấn lấy cô, điều đó có nghĩa là họ còn ước nguyện chưa thành. Điền Tịnh Thực cần làm là giúp họ hoàn thành ước nguyện đó thì họ mới rời xa cô. Bị thôi thúc bởi lời khuyên của vị chuyên gia, Điền Tịnh Thực trở về nhà và có cuộc trò chuyện với Tiết Linh Kiều. Cô thăm dò xem mục đích chuyến đi này của Tiết Linh Kiều là gì. Tiết Linh Kiều thẳng thắn bày tỏ, anh ta đang tìm kiếm người đã lấy đi máu của mình cách đây 100 năm, nhưng vì mất một phần ký ức, anh không thể nhớ gương mặt người đó. Tiết Linh Kiều tin rằng, việc trung tâm nghiên cứu mượn anh để thực hiện nghiên cứu có liên quan đến người bí ẩn đã làm tổn thương anh. Vì thế, anh hy vọng Điền Tịnh Thực có thể giúp mình tìm hiểu tiến trình vụ án xe cộ mà Lý Ngạn Chí đang điều tra. Điền Tịnh Thực lập tức hiểu lý do Tiết Linh Kiều muốn ở lại, và vì muốn Tiết Linh Kiều sớm đạt được mục tiêu và rời đi, cô đã lập tức đồng ý giúp đỡ. Lý Ngạn Chí hẹn gặp Điền Tịnh Thực, sau khi nghe cô nói anh đã đồng ý giúp Tiết Linh Kiều. Lý Ngạn Chí bày tỏ nghi ngờ của mình, anh nói với Điền Tịnh Thực rằng lượng máu trên chiếc váy nhiều hơn nhiều so với lượng máu mà vết thương của cô có thể gây ra, và anh tin rằng đó là máu của người đã trộm cắp cơ thể ngủ đông. Điền Tịnh Thực dùng việc mình bất tỉnh không biết gì để tránh né câu hỏi. Nhưng điều cô không biết là Lý Ngạn Chí tinh ý đã cho mượn xe để tìm ra manh mối về vụ án, vì thế anh luôn dùng điện thoại để theo dõi vị trí của xe. Khi thấy vị trí của chiếc xe thay đổi trên điện thoại, Lý Ngạn Chí hỏi và biết được rằng Điền Tịnh Thực không lái xe. Bởi cô không biết rằng, vào thời điểm đó, Tiết Linh Kiều đang lái xe đến lưu trữ để tìm kiếm thông tin. Điền Tịnh Thực nhận được cuộc gọi từ ngân hàng, nghi ngờ rằng chiếc thẻ tín dụng của cô đã bị sử dụng trái phép. Cô vội vàng trở về nhà và khi thấy Tiết Linh Kiều đang mải mê nghiên cứu một số máy ảnh, cô lập tức nhận ra lý do số tiền trong thẻ của mình biến mất không dấu vết. Trong cơn tức giận, Điền Tịnh Thực đã không kiểm soát được lời nói và xúc phạm Tiết Linh Kiều. Tiết Linh Kiều liền tức giận và viết một giấy nợ cho Điền Tịnh Thực, hứa sẽ trả tiền vào tuần sau. Điền Tịnh Thực luôn hiểu lầm rằng Tiết Linh Kiều chỉ có thể kiếm tiền bằng cách trộm cắp và lừa đảo. Cảm thấy bất an khi nhìn thấy giấy bảo đảm từ Tiết Linh Kiều và cô đã xin lỗi anh vì những lời lẽ khi tức giận của mình. Điền Tịnh Thực đã nói sẽ giúp Tiết Linh Kiều tìm cách kiếm tiền. Phùng Đông Đông, theo hẹn, đã báo cáo tình hình của Điền Tịnh Thực với cha mẹ cô. Anh ta nói với mẹ Tiền rằng một người họ hàng của Điền Tịnh Thực đang tạm trú tại nhà cô. Mẹ Điền Tịnh Thực tưởng rằng người ở nhà Điền Tịnh Thực là anh họ A Kỳ của cô và không nghĩ ngợi thêm. Điền Tịnh Thực đã giới thiệu Tiết Linh Kiều, người sở hữu khả năng đặc biệt đến với một đoàn Taekwondo, nơi huấn luyện viên là chú của cô. Nhờ vậy, Tiết Linh Kiều đã thành công trong việc trở thành một huấn luyện viên tại đoàn Taekwondo đó. Là một huấn luyện viên Taekwondo mới, Tiết Linh Kiều đã hoàn thành xuất sắc buổi dạy đầu tiên của mình. Sau giờ làm, Điền Tịnh Thực và anh cùng trở về nhà. Khi về đến nhà, Điền Tịnh Thực nổi hứng đề nghị Tiết Linh Kiều ôm cô bay lên lầu như lần trước. Tiết Linh Kiều không chịu nổi sự nài nỉ của Điền Tịnh Thực, đã ôm cô bay lên ban công nhà, nhưng không ngờ rằng Phùng Đông Đông, người đang canh gác nhà Điền Tịnh Thực, đã chứng kiến toàn bộ cảnh này. Sau đó, Phùng Đông Đông rơi vào trạng thái như bị thôi miên, anh không dám tin vào cảnh tượng mình vừa chứng kiến. Anh yêu cầu Tiết Linh Kiều xác nhận và Tiết Linh Kiều đã gật đầu với anh, xác nhận rằng những gì anh vừa thấy là thật. Ngay sau khi Tiết Linh Kiều nói, Điền Tịnh Thực liền trách móc anh vì sao lại nói sự thật, trong khi Tiết Linh Kiều cũng phàn nàn về việc Điền Tịnh Thực nhất định yêu cầu anh ôm cô bay vào nhà. Họ cãi vã, trêu chọc lẫn nhau. Trong cơn bực tức, Điền Tịnh Thực đã chế nhạo Tiết Linh Kiều là một quái vật đã bị người ta hút hết máu và nằm trong quan tài trong 100 năm. Chỉ khi lời nói vừa dứt, họ mới nhận ra Phùng Đông Đông cũng đang ở đó. Giáo sư Lý của trung tâm nghiên cứu là một nhà khoa học cuồng nhiệt, dốc toàn bộ tâm trí vào công việc nghiên cứu.
cơ thể ngủ đông mà ông mượn được từ một bảo tàng cá nhân, chủ sở hữu của bảo tàng đó, cũng là người bí ẩn luôn hỗ trợ sự nghiệp nghiên cứu của ông, và giáo sư Lý muốn gặp mặt người bí ẩn này, người đó đã đồng ý. Trong khi lướt web, Phùng Đông Đông thấy một đoạn video có lượng click cực cao, nội dung là một người mặc đồ đen linh hoạt di chuyển trên các tòa nhà cao tầng. Vừa mới biết Tuyết Linh Kiều sở hữu khả năng đặc biệt, anh lo sợ bí mật của Tuyết Linh Kiều sẽ bị phơi bày nên vội vàng đến nhà Điền Tịnh Thực, mang video đó cho Tuyết Linh Kiều và Điền Tịnh Thực xem. Người quản lý trang web còn tuyên bố mạnh mẽ, nếu lượt click vượt qua 50 triệu, họ sẽ công bố phiên bản video rõ mặt trên trang web. Điền Tịnh Thực lo lắng không yên, cô muốn Tuyết Linh Kiều ra ngoài trốn, nhưng Tuyết Linh Kiều lại tỏ ra không mảy may quan tâm, thậm chí còn khẳng định sẽ không rời đi vì chiều nay anh muốn xem phim Bá Đạo Tổng Tài Phải Lòng Tôi do Trương Tuyên Tuyên đóng. Điều này khiến Điền Tịnh Thực cảm thấy vô cùng bối rối. Người bí ẩn đã gửi trợ lý của mình đến công ty công nghệ đăng tải video người mặc đen, đề nghị mua video rõ mặt với giá cao. Nhưng công ty này cũng chỉ mua được video từ một người dùng mạng và họ chỉ có thể thương lượng với người dùng này, người đã đưa ra mức giá 500.000 phí độc quyền. Điền Tịnh Thực đến trường quay để quay phim. Trong đoạn phim này, nhân vật nữ phụ do Điền Tịnh Thực đóng ganh ghét với nữ chính do Trương Tuyên Tuyên đóng, đẩy cô ấy ra mép mái vòm và muốn đẩy cô ấy xuống lầu. Nhưng vào thời khắc quyết định, nam chính kịp thời xuất hiện, ngăn cản nữ phụ và định đẩy cô ấy xuống. Ngay từ đầu, Điền Tịnh Thực, người sợ độ cao, cảm thấy rất sợ hãi, điều này khiến Tuyết Linh Kiều từ xa cảm nhận được sự bất thường của Điền Tịnh Thực. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô nên sử dụng siêu năng lực để đến trường quay. Khi thấy nam chính muốn đẩy Điền Tịnh Thực xuống lầu, Tuyết Linh Kiều không nói hai lời đã đấm nam chính và ôm Điền Tịnh Thực vào lòng. Sự xuất hiện đột ngột và hành động khác thường của Tuyết Linh Kiều đã khiến mọi người tại trường quay vô cùng kinh ngạc. Để xử lý tình huống khó xử này, Điền Tịnh Thực đã phải nói dối mọi người rằng Tuyết Linh Kiều là bạn trai của cô, vì ghen tức mà đã có hành động quá khích. Đạo diễn bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai và kỹ năng đặc biệt của Tuyết Linh Kiều, đã bàn với Điền Tịnh Thực để Tuyết Linh Kiều tham gia vào một vai khách mời trong phim. Điền Tịnh Thực bị hấp dẫn bởi các scene mà đạo diễn đề xuất, đã ngay lập tức đồng ý và hứa thuyết phục Tuyết Linh Kiều đồng ý. Hồng Thế Quang đến trường quay để thăm Trương Tuyên Tuyên, nhưng khi nhìn thấy Tuyết Linh Kiều, anh ta đã sững sờ và đã nói dối rằng mình bị hạ đường huyết để che giấu sự bối rối của mình. Lý Ngạn Chí vì vụ mất cơ thể ngủ đông không có tiến triển nên cảm thấy bất an và khó chịu. Cấp trên đã nói rằng sau khi huy chương công trạng từ chiến dịch quốc tế chống buôn lậu vũ khí được trao, Lý Ngạn Chí sẽ được nghỉ phép có lương 1 tháng. Khi nghe tin Lý Ngạn Chí sẽ nhận huy chương, đồng nghiệp đề nghị anh đãi một bữa và Lý Ngạn Chí đã dẫn mọi người đến một nhà hàng steak. Sau khi quay xong phim, Điền Tịnh Thực và Tuyết Linh Kiều cũng đến nhà hàng steak. Chỉ sau khi ngồi xuống tại nhà hàng, Điền Tịnh Thực mới nhận ra Lý Ngạn Chí đang ngồi ngay bên cạnh mình. Cô đã có ý định lẻn đi nhưng bị nhân viên phục vụ nhận ra, khiến cô vô cùng lúng túng. Đúng lúc này, Tuyết Linh Kiều sau khi đỗ xe cũng bước vào nhà hàng và khoác vai Điền Tịnh Thực, tuyên bố mình là bạn trai của cô, rồi dẫn cô ra đó. Gói hàng của Điền Tịnh Thực được giao đến nhà bố mẹ cô, bên trong là một đống bao cao su. Cha mẹ Điền Tịnh Thực vô cùng sốc và lập tức lái xe đến nhà Điền Tịnh Thực. Tại nhà, Điền Tịnh Thực đang khóc nức nở, cô tức giận với Tuyết Linh Kiều và cho rằng hành động của anh khiến cô không thể đối mặt với Lý Ngạn Chí. Để giúp cô ngừng khóc, Tuyết Linh Kiều đã ấn cô xuống sofa, giữ tay cô và nhắc nhở rằng chỉ cần đứng dậy sau khi ngã là được. Nhưng không ngờ, cha mẹ Điền Tịnh Thực đã xông vào và chứng kiến cảnh tượng này. Họ hiểu lầm hành động của Tuyết Linh Kiều và lao vào đánh anh, khiến Điền Tịnh Thực không còn cách nào khác ngoài việc nói dối rằng mình đang mang thai. Khi biết Điền Tịnh Thực mang thai, cha mẹ cô vô cùng sốc. Họ yêu cầu Điền Tịnh Thực vào phòng mình vì họ muốn có cuộc nói chuyện riêng với Tuyết Linh Kiều. Điền Tịnh Thực ở trong phòng vô cùng lo lắng, sau đó đã lén lút ra khỏi phòng, nhưng lại chứng kiến cảnh tượng khiến cô ngạc nhiên. Tuyết Linh Kiều đang phục vụ trà cho bố mẹ cô và họ nhìn Tuyết Linh Kiều với ánh mắt trìu mến. Sau đó, bố mẹ Điền Tịnh Thực nói trời đã muộn và vội vàng ra về. Điền Tịnh Thực nói với mẹ rằng cô đang có mâu thuẫn với Tuyết Linh Kiều, nhưng bị mẹ dọa nếu dám chia tay sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con. Bởi vì bố mẹ Điền Tịnh Thực rất hài lòng với Tuyết Linh Kiều, người được xem như con rể. Khi Điền Tịnh Thực quay trở lại nhà, cô thấy Tuyết Linh Kiều đang thu dọn hành lý định rời đi. Tuyết Linh Kiều tuyên bố mình đã chán chường cuộc sống phụ thuộc và muốn tự do. Điền Tịnh Thực vừa mới bị mẹ mình đe dọa, không thể để Tuyết Linh Kiều đi, nên đã ôm chặt lấy chân anh và nài nỉ anh ở lại. Hành động của cô hoàn toàn phù hợp với ý đồ của Tuyết Linh Kiều, bởi vì anh chưa bao giờ có ý định rời đi, chỉ muốn diễn một vở kịch cho Điền Tịnh Thực xem. Điền Tịnh Thực cùng với Trương Tuyên Tuyên đến nhà Hồng Thế Quang, nơi Điền Tịnh Thực muốn xin lỗi Hồng Thế Quang thay cho bạn trai danh nghĩa của mình. Điều này là bởi vì Hồng Thế Quang đã hoảng sợ sau khi chứng kiến Tuyết Linh Kiều sử dụng dây cáp để bay lượn tại hiện trường. Trương Tuyên Tuyên đi cùng Hồng Thế Quang tham dự lễ khai mạc Viện Phúc Lợi Trẻ Em, nơi Hồng Thế Quang đã chia sẻ với Trương Tuyên Tuyên về quá khứ của mình. Anh là con riêng của cha mình, mẹ anh đã qua đời do biến chứng khi sinh, và sau khi cha qua đời, anh mới trở về gia đình để tiếp quản công ty Hồng Thế. Để chứng minh thân phận, anh đã phải làm xét nghiệm ADN với thi thể của cha mình. Diệp Sâm trong quá trình nghiên cứu đã thấy báo cáo phân tích mẫu máu mà giáo sư Lý thực hiện, trong đó có chứa enzyme sửa chữa đặc biệt chỉ có ở cơ thể ngủ đông. Diệp Sâm rất tò mò và giáo sư Lý giải thích rằng mẫu máu này do nhà tài trợ bí ẩn gửi đến. Diệp Sâm cho rằng người tài trợ này có quan hệ rất mật thiết với cơ thể ngủ đông và dự đoán rằng có thể là chính cơ thể ngủ đông đã tỉnh lại và rời đi sau khi hồi phục. Khi Tuyết Linh Kiều chia tay với bố mẹ, mẹ anh đã tặng cho anh bảo vật gia truyền, một miếng ngọc bích tinh xảo và trong suốt. Tuy nhiên, Tuyết Linh Kiều, người đã bị hãm hại và rơi vào trạng thái hôn mê từ 100 năm trước,
khi được Điền Tịnh Thực cứu tỉnh, anh đã phát hiện ra chiếc ngọc phỉ thúy mình mang theo đã mất. Mặc dù mất một phần ký ức, nhưng bằng trực giác, anh cảm thấy chính người đã hãm hại mình đã lấy đi chiếc ngọc phỉ thúy của anh. Sau khi tỉnh lại, Tuyết Linh Kiều bắt đầu tìm kiếm người đã bán chiếc ngọc phỉ thúy của mình. Anh tìm đến địa chỉ của người bán ngọc nhưng được biết rằng người đó đã chuyển đi. Chủ nhà đã nhắc nhở anh rằng nếu muốn tìm người thân, anh có thể tìm kiếm thông tin qua hệ thống của công an. Điều này khiến Tuyết Linh Kiều bừng tỉnh và nhận ra rằng có thể tận dụng mối quan hệ giữa Điền Tịnh Thực và Lý Ngạn Chí để thu thập thông tin. Tuyết Linh Kiều đã thuyết phục được Điền Tịnh Thực. Sau khi chỉnh chu chuẩn bị, Điền Tịnh Thực xuất hiện tại văn phòng cảnh sát hình sự nơi Lý Ngạn Chí làm việc, mang theo nhiều món ăn vô cùng phong phú. Về mặt hình thức, cô mời mọi người ăn để tỏ lòng biết ơn, nhưng thực chất là để Phùng Đông Đông có cơ hội tìm hiểu về hệ thống thông tin của cục cảnh sát. Trương Tuyên Tuyên cảm thấy những hành động gần đây của Điền Tịnh Thực rất bất thường và cho rằng điều này có liên quan đến bạn trai mới của cô. Vì vậy cô đã đặc biệt tìm Lý Ngạn Chí để nhờ anh ta điều tra về quá khứ của Tuyết Linh Kiều. Điền Tịnh Thực gặp Diệp Sâm để tìm hiểu về tình hình gần đây của giáo sư Lý. Mặc dù Điền Tịnh Thực không thu được thông tin gì, nhưng Diệp Sâm đã nhạy bén nắm bắt được thông tin từ những lời nói của cô. Nhớ lại việc giáo sư Lý phân tích mẫu máu và suy luận ra rằng mẫu máu chính là từ Điền Tịnh Thực, Diệp Sâm thông minh cũng đoán được sự cố về vết cắt trên tay của Điền Tịnh Thực tại trường quay là do giáo sư Lý giàn dựng. Đối với Diệp Sâm, người luôn coi giáo sư Lý như người thầy và bạn tốt, việc này thật khó chấp nhận. Anh trở lại phòng thí nghiệm và cố gắng quên đi nỗi buồn bằng rượu. Khi giáo sư Lý chuẩn bị tan làm, Diệp Sâm đã trực tiếp bày tỏ những nghi ngờ của mình và giáo sư Lý đã thừa nhận, tiết lộ rằng lòng đam mê khoa học của ông đã đẩy ông đến mức không từ bất cứ thủ đoạn nào, khiến Diệp Sâm cảm thấy rùng mình. Tuyết Linh Kiều, với khả năng phi thường của mình, đã sớm đoán ra hành động của giáo sư Lý và đã phân tích chi tiết cho Điền Tịnh Thực nghe, đồng thời nhấn mạnh với cô rằng nếu phát hiện bất kỳ điều hoặc người lạ nào cần phải lập tức báo cho anh. Điền Tịnh Thực dẫn Tuyết Linh Kiều đi ăn tối cùng với Trương Tuyên Tuyên và Hồng Thế Quang. Hồng Thế Quang nói với Tuyết Linh Kiều rằng anh đã đăng ký lớp Taekwondo dành cho người lớn và mong được Tuyết Linh Kiều quan tâm hơn nữa. Giáo sư Lý, sau khi nhận cuộc gọi hẹn gặp từ nhà tài trợ, đã vội vã rời đi. Nhà tài trợ bí ẩn này luôn gặp giáo sư Lý trong trang phục áo choàng đen, vì vậy giáo sư Lý chưa bao giờ thấy được khuôn mặt thực sự của người này. Video đã đạt được 50 triệu lượt xem, khiến Điền Tịnh Thực vô cùng lo lắng, nhưng điều cô không biết là người đứng sau việc này chính là Tuyết Linh Kiều. Tuyết Linh Kiều là người đã quay video mờ và đăng tải lên mạng, tuyên bố rằng sẽ công bố phiên bản rõ mặt nếu lượt xem vượt qua 50 triệu. Mục đích là để lôi kéo kẻ muốn hãm hại mình ra ánh sáng, vì chỉ có kẻ muốn hãm hại anh mới quyết tâm đến mức muốn có được video này. Người muốn hãm hại Tuyết Linh Kiều chính là nhà tài trợ bí ẩn đứng sau giáo sư Lý. Hắn đã cho người của mình liên hệ với Tuyết Linh Kiều qua website video để đàm phán lấy video. Tuyết Linh Kiều cố tình trì hoãn thời gian, mục đích là để cho hacker máy tính ngồi bên cạnh mình, Phùng Đông Đông, có thể truy vết được vị trí của người này. Tuy nhiên, vào phút quyết định, người tài trợ bí ẩn đã nhanh chóng phát hiện ra và làm cho việc định vị thất bại. Đạo diễn tìm đến Điền Tịnh Thực và cho cô xem video phiên bản cao độ rõ nét. Điền Tịnh Thực nhận ra rằng, cái gọi là phiên bản rõ mặt chẳng qua chỉ là những hình ảnh hậu trường cô quay, cảnh nam chính bay lượn chỉ là do sử dụng dây cáp hỗ trợ. Đạo diễn giải thích rằng, thực tế website video chưa bao giờ nhận được phiên bản video rõ mặt. Vì vậy, ông đã thảo luận với người chịu trách nhiệm của website để mượn cơ hội này quảng bá cho bộ phim mà mình đang thực hiện. Điền Tịnh Thực trở về nhà với tinh thần hứng khởi, hào hứng chia sẻ bí mật mà đạo diễn nói với cô cho Tuyết Linh Kiều và Phùng Đông Đông. Tuy nhiên, cả hai phản ứng rất bình thản. Tuyết Linh Kiều sau đó đã giải thích cho Điền Tịnh Thực ngọn ngành sự việc và Điền Tịnh Thực tỏ ra rất tức giận vì mình là người duy nhất không biết bí mật này. Diệp Sâm đưa thư mời hội thảo học thuật cho giáo sư Lý, nhưng giáo sư Lý cho biết ông không có thời gian tham dự. Giáo sư Lý nói rằng ông không tham dự hội thảo hôm qua vì cảm thấy không khỏe và đã đi bệnh viện, nhưng Diệp Sâm biết rằng hôm qua đã thấy giáo sư rời đi vội vã nên bắt đầu nghi ngờ thầy mình. Tuyết Linh Kiều và Điền Tịnh Thực cùng đến trường quay để tiếp tục quay phim. Điền Tịnh Thực vẫn còn giận dữ chuyện hôm trước, quyết tâm duy trì thái độ lạnh nhạt với Tuyết Linh Kiều. Đạo diễn tìm đến Điền Tịnh Thực để thảo luận, ông muốn Tuyết Linh Kiều và Trương Tuyên Tuyên thêm một cảnh quay tình cảm mãnh liệt. Dù Điền Tịnh Thực rất không muốn, nhưng do áp lực từ đạo diễn, cô đã nói với đạo diễn rằng chỉ cần Tuyết Linh Kiều đồng ý, cô sẽ không có ý kiến. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là Tuyết Linh Kiều và Trương Tuyên Tuyên đều nhanh chóng đồng ý, khiến Điền Tịnh Thực rất không hài lòng. Tuyết Linh Kiều đã hỏi Trương Tuyên Tuyên làm thế nào để Điền Tịnh Thực không còn tức giận, và Trương Tuyên Tuyên gợi ý anh nên nấu một bữa ngon cho Điền Tịnh Thực. Sau giờ làm, Tuyết Linh Kiều đến siêu thị mua sắm nhưng do không biết gì về nguyên liệu, anh đứng trước quầy hoa quả trong trạng thái đứng hình cho đến khi một người phụ nữ tốt bụng đã đưa cho anh lời khuyên. Sau đó, người phụ nữ này bị một kẻ trộm mất ví. Tuyết Linh Kiều không thể bỏ qua khi thấy điều không công bằng và đã ra tay giúp đỡ. Nhưng do không kiểm soát được lực, anh đã khiến tên trộm gãy xương sườn và bản thân mình cũng bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Nhận được cuộc gọi từ Phùng Đông Đông, Điền Tịnh Thực vội vã đến đồn cảnh sát. Vì quá lo lắng cho Tuyết Linh Kiều, sau khi bảo lãnh anh ra, Điền Tịnh Thực đã mắng anh một trận. Tuyết Linh Kiều cũng rất tức giận, anh đã đến nơi mình từng bị chìm xuống biển và ở lại đó một đêm. Tuyết Linh Kiều đã không về nhà trong vài ngày liền, khiến cho Điền Tịnh Thực vô cùng lo lắng, nhưng cô lại cố chấp không chịu thừa nhận. Nhà tài trợ bí ẩn đã đưa máu của Tuyết Linh Kiều cho giáo sư Lý và giáo sư đã ngày đêm nghiên cứu nó. Trương Tuyên Tuyên mời Điền Tịnh Thực đi ăn. Trong bữa ăn, cô đã nói với Điền Tịnh Thực rằng lý do Tuyết Linh Kiều đến siêu thị là để mua nguyên liệu nấu ăn cho Điền Tịnh Thực. Thực đơn còn do chính Trương Tuyên Tuyên dựa vào sở thích của Điền Tịnh Thực để lên cho Tuyết Linh Kiều. Nghe xong,
Điền Tịnh Thực vừa cảm động vừa cảm thấy có lỗi. Đã là 10 giờ rưỡi tối, mẹ của bé Tiểu Quan vẫn chưa tan làm để đón con. Tuyết Linh Kiều, với tư cách là huấn luyện viên, đành phải ở lại chờ cùng bé Tiểu Quan cho đến khi mẹ của bé đến đón. Để bày tỏ lòng biết ơn, mẹ của bé Tiểu Quan đã tặng Tuyết Linh Kiều một hộp bánh quy tự làm. Phùng Đông Đông, người đã cố ý đến đoàn Taekwondo, chứng kiến cảnh này và hiểu lầm mối quan hệ giữa Tuyết Linh Kiều và mẹ của bé Tiểu Quan, đã nổi giận với Tuyết Linh Kiều, sau đó khuyên anh về nhà vì Điền Tịnh Thực mỗi đêm đều chờ anh đến nửa đêm. Tối hôm đó, Tuyết Linh Kiều lại đến bãi biển, mặc dù miệng nói không dự định quay về, nhưng anh vẫn trở về nhà của Điền Tịnh Thực vào giữa đêm, thấy Điền Tịnh Thực đang ngủ trên sofa. Nhận ra lời Phùng Đông Đông nói là đúng, anh đã bế Điền Tịnh Thực lên giường rồi lại lẳng lặng rời đi. Sáng hôm sau, khi Điền Tịnh Thực mở mắt và thấy mình nằm trên giường, cô nghĩ Tuyết Linh Kiều đã quay trở lại và vội vã chạy xuống dưới. Nhưng không thấy bóng dáng của Tuyết Linh Kiều, cô chỉ còn cách chút bực dọc lên Phùng Đông Đông khi anh đến đón cô. Điền Tịnh Thực ngồi co ro ở cửa nhà bố mẹ mình, bởi vì cô muốn đợi Tuyết Linh Kiều đến để cùng về nhà, như thế có thể che giấu sự thật là cả hai đang trong trạng thái lạnh chiến. Nhưng điều cô không ngờ tới là bố Tiền, khi về từ chợ, đã thấy cô ngồi ở cửa và bắt đầu hỏi về chàng rể Tuyết Linh Kiều. Đúng lúc đó, Tuyết Linh Kiều lái một chiếc xe thể thao đắt tiền xuất hiện trước mặt ba người. Cảnh tượng này khiến Điền Tịnh Thực ngạc nhiên đến mức không thể nói nên lời, bởi vì cô luôn cho rằng Tuyết Linh Kiều sống ở nhà mình không có tiền. Tuyết Linh Kiều nói rằng chiếc xe trị giá 3-4 triệu này là món quà tặng cho bố Tiền và số tiền nợ Điền Tịnh Thực cũng đã chuyển vào tài khoản của cô. Điền Tịnh Thực không biết rằng Tuyết Linh Kiều, người đã sống trên đời hàng trăm năm, đã tích lũy được một gia tài kinh ngạc thế nào. Bà cụ mà Tuyết Linh Kiều trước đây giúp đỡ đã tỉnh lại, bà đến đồn cảnh sát để làm rõ sự việc và còn hào hứng muốn giới thiệu cháu gái của mình cho Tuyết Linh Kiều. Điền Tịnh Thực ngồi bên cạnh, nhận ra tình hình không ổn, lập tức lao đến ôm chặt Tuyết Linh Kiều, khiến cho tình cảm hai người lại trở lại tình cảm như xưa. Người bí ẩn luôn phái người theo dõi Tuyết Linh Kiều. Sau khi biết Tuyết Linh Kiều vào đồn cảnh sát vì giúp đỡ người khác, người này cảm thán rằng Tuyết Linh Kiều vẫn dễ dàng giúp đỡ người khác. Hóa ra, nhiều năm trước, người bí ẩn này tên là Hứa Lai Bảo, khi còn là một đứa trẻ, đã cùng mẹ trốn chạy khỏi việc tuyển quân và đã được Tuyết Linh Kiều cứu giúp. Nhưng sau một tai nạn, mẹ của Lai Bảo, người đã có bệnh từ trước, đã qua đời và Lai Bảo luôn hiểu lầm và giữ hận với Tuyết Linh Kiều. Diệp Sâm nhận thấy sự bất thường trong máu của Điền Tịnh Thực và muốn thuyết phục cô trở thành tình nguyện viên cho thí nghiệm của mình. Nhưng Điền Tịnh Thực, với sự cảnh giác, đã không đồng ý. Diệp Sâm không còn cách nào khác ngoài việc tìm kiếm sự hợp tác từ Lý Ngạn Chí. Diệp Sâm tin rằng cơ thể ngủ đông đã tỉnh lại, nhưng Lý Ngạn Chí cho rằng suy đoán này hoàn toàn vô lý. Cả hai sau đó đã tìm đến người chứng kiến duy nhất của vụ tai nạn. Người này tuyên bố rằng anh ta không thấy cơ thể ngủ đông, chỉ thấy một kẻ biến thái lợi dụng cơ hội hôn cô gái bị tai nạn. Diệp Sâm đã cho người chứng kiến xem ảnh của cơ thể ngủ đông và hỏi liệu kẻ biến thái đó có mặc một bộ quần áo như trong ảnh không. Người chứng kiến xác nhận sự việc, Diệp Sâm như vậy đã xác minh được suy đoán của mình. Anh nói với Lý Ngạn Chí rằng lượng máu Điền Tịnh Thực mất và vết thương không khớp vì sau tai nạn, máu của cô đã cứu sống cơ thể ngủ đông. Cơ thể ngủ đông biết ơn đã trả ơn bằng cách cho Điền Tịnh Thực uống máu của mình, vì máu của cơ thể ngủ đông chứa nhiều enzyme giúp vết thương nhanh lành, do đó Điền Tịnh Thực không hề hấn gì. Thực tế, suy đoán của Diệp Sâm chính là những gì đã xảy ra vào đêm tai nạn. Lý Ngạn Chí cho rằng những suy đoán này không có bằng chứng, nhưng trực giác lại nói với anh rằng đó có thể là lời giải duy nhất. Anh đã gọi điện cho Điền Tịnh Thực nhắc nhở cô không nên ra ngoài vào buổi tối, vì anh tin rằng cơ thể ngủ đông có thể đã tỉnh lại. Lúc này, Điền Tịnh Thực đang bị đau bụng vì đã ăn phải món ăn đen tối do Tuyết Linh Kiều nấu. Sau khi cúp máy, Điền Tịnh Thực yêu cầu Tuyết Linh Kiều đưa cô đến bệnh viện. Tuyết Linh Kiều một lần nữa dùng nụ hôn đầy tình cảm để chữa trị cho cô, nhưng lần này khác với trước, Điền Tịnh Thực đã đỏ mặt. Diệp Sâm hẹn gặp Lý Ngạn Chí để thảo luận về tiến trình của vụ án mất tích cơ thể ngủ đông. Diệp Sâm kiên định cho rằng nên gọi đó là vụ cơ thể ngủ đông tỉnh lại, và trong lúc hai người tranh luận, Lý Ngạn Chí vô tình liếc thấy trên phần mềm theo dõi của mình rằng chiếc xe anh tặng Điền Tịnh Thực đã từng dừng ở Kinh Lộc Quốc tế vào sáng ngày 12 tháng 7. Đúng là thời điểm vụ án mạng xảy ra, khiến Lý Ngạn Chí cảm thấy bất an và vội vã trở về nhà. Tuyết Linh Kiều lại đến nhà của nạn nhân, anh muốn tìm kiếm manh mối về kẻ thù bí ẩn. Anh thấy những tấm hình rơi vãi trên nền nhà, căn phòng lộn xộn và nhiều chai sữa trên bàn. Tuyết Linh Kiều suy đoán rằng kẻ thù có thể đã cử người giả dạng nhân viên giao sữa, tận dụng lúc chủ nhà nhận sữa để đưa tiền sữa cho tháng sau và lẻn vào nhà, dùng dao đâm chết vợ chồng chủ nhà và lấy đi bức ảnh quý giá được chứa trong hộp đựng ngọc phỉ thúy của chủ nhà. Đó là bức ảnh người em gái của chủ nhà đã nhắc đến, chụp chàng trai nhỏ và mẹ anh. Lý Ngạn Chí đã tổng hợp lại các địa điểm mà chiếc xe của Điền Tịnh Thực đã đến gần đây, bao gồm học viện y, công ty đấu giá và khu dân cư Thắng Lợi, bởi vì địa chỉ cũ của nạn nhân cách đây 6 năm là ở khu dân cư Thắng Lợi. Với trí tuệ sắc bén, Lý Ngạn Chí liên tưởng đến Tuyết Linh Kiều và nghĩ rằng anh có liên quan đến vụ án này, nên đã đến nhà Điền Tịnh Thực và đưa Tuyết Linh Kiều đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Tuyết Linh Kiều bình tĩnh giải thích, nói rằng anh đến công ty đấu giá là vì chiếc ngọc bích gia truyền của gia đình mình đã mất. Gia đình anh qua nhiều đời đã không ngừng tìm kiếm và anh vô tình biết được thông tin về chiếc ngọc bích tại công ty đấu giá, từ đó tìm ra địa chỉ của người bán ngọc. Lời giải thích của Tuyết Linh Kiều không có điểm nào mâu thuẫn. Nhân viên công ty đấu giá và cư dân khu dân cư Thắng Lợi đều xác nhận những gì anh nói là chính xác. Lý Ngạn Chí theo dõi chính xác đến mức như vậy đối với Tuyết Linh Kiều khiến cả anh và Điền Tịnh Thực nhận ra rằng Lý Ngạn Chí đã lắp thiết bị theo dõi trong chiếc xe. Điền Tịnh Thực tức giận trả lại chìa khóa xe cho Lý Ngạn Chí.
Phùng Đông Đông ăn mì ống tại nhà Điền Tịnh Thực, còn Điền Tịnh Thực lo lắng cho Tiết Linh Kiều đến mức đi lòng vòng. Cô đã gọi điện cho Trương Tuyên Tuyên để xin lời khuyên, nhưng Trương Tuyên Tuyên đang bận rộn và bực bội đã không nghe máy. Diệp Sâm tình cờ gặp Trương Tuyên Tuyên, lúc đầu còn chế nhạo cô, nhưng sau khi nghe cuộc trò chuyện của cô với mẹ, đã thay đổi ấn tượng về cô. Diệp Sâm đã lái xe đưa Trương Tuyên Tuyên đi ăn, nhưng không ngờ xe bị hỏng giữa đường và hai người không tìm được ai giúp đỡ, đành phải đứng bên đường và xem cảnh vật từ đêm cho tới bình minh. Sáng hôm sau, Điền Tịnh Thực đã đến nhà Trương Tuyên Tuyên, nhưng không ai ở nhà. Sau đó, Hồng Thế Quang cũng lái xe đến nhà Trương Tuyên Tuyên và Điền Tịnh Thực mới biết rằng Trương Tuyên Tuyên đã cãi nhau với bố mẹ và bỏ nhà đi. Hồng Thế Quang đề nghị lái xe đưa Điền Tịnh Thực về và cô đồng ý. Trên đường, họ trò chuyện rôm rả. Hồng Thế Quang còn giả vờ hỏi Điền Tịnh Thực rằng liệu Tiết Linh Kiều có thực sự là yêu quái không. Điền Tịnh Thực đùa cợt lảng tránh, nhưng bất ngờ Hồng Thế Quang phát hiện có xe đuổi theo họ và bắt đầu lái xe nhanh để tránh sự đuổi bắt, khiến Điền Tịnh Thực rất sợ hãi và cô đã gọi điện cho Tiết Linh Kiều, người vẫn ở trong đồn cảnh sát. Tiết Linh Kiều bị nhốt trong phòng thẩm vấn, nghe thấy điện thoại đã đập cửa nhưng không ai mở. Anh đành đá vỡ cửa ra và một nhóm cảnh sát tưởng rằng anh định trốn nên đã ngắm súng vào anh. Tiết Linh Kiều thông báo cho bạn của Lý Ngạn Chí, Mực Con, rằng Điền Tịnh Thực gặp nguy hiểm. Mực Con sau khi nhận cuộc gọi đã gấp rút cử người đến cứu hộ. Tiết Linh Kiều được phép rời khỏi đồn cảnh sát và Lý Ngạn Chí đã đưa anh đến bệnh viện. Điền Tịnh Thực sau vụ tai nạn xe và đang nằm viện đã sốt ruột muốn gặp anh. Nằm trên giường bệnh, Điền Tịnh Thực tỏ ra rất bối rối cho đến khi thấy Tiết Linh Kiều, cô ôm anh và bật khóc nức nở. Sau đó, Tiết Linh Kiều hỏi vì sao cô không gọi cảnh sát. Điền Tịnh Thực nói rằng cô cũng không rõ vì sao, chỉ biết rằng người đầu tiên cô nghĩ đến là anh. Sự việc Điền Tịnh Thực gặp nạn đã trở thành chủ đề nóng trên Weibo. Khi biết Điền Tịnh Thực không sao, mẹ cô đã gọi cho bác sĩ để hỏi liệu Điền Tịnh Thực có bị ảnh hưởng thai nhi không. Khi biết con gái mình nói dối, mẹ Điền Tịnh Thực rất tức giận và bắt đầu đập gối vào cô, chỉ dừng lại khi bố Điền Tịnh Thực và Tiết Linh Kiều can ngăn. Sau khi tắm xong, Điền Tịnh Thực quấn mình trong chiếc khăn tắm và đi lấy nước từ tủ lạnh. Đầu óc cô lúc này đầy hình ảnh của Tiết Linh Kiều chăm sóc cô tại bệnh viện. Chính cô cũng không nhận ra rằng mình đã thích Tiết Linh Kiều từ lâu. Tiết Linh Kiều sau khi đi ăn về, bất ngờ trở về nhà. Điều này khiến Điền Tịnh Thực chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cảm thấy rất bối rối. Sau khi thay đồ, cô bắt đầu phàn nàn không ngừng với Tiết Linh Kiều, nhưng Tiết Linh Kiều lại bất ngờ nói rằng anh không muốn cô tham gia vào chuyện báo thù nữa vì anh không nỡ nhìn cô bị tổn thương. Lời nói đó khiến Điền Tịnh Thực rất cảm động, dù cô vẫn cố chấp nói rằng mình vốn dĩ không muốn dính dáng đến chuyện của anh. Trong khi dạy lớp tại đoàn Taekwondo, Hồng Thế Quang trò chuyện với Tiết Linh Kiều. Hồng Thế Quang giải thích rằng anh họ của mình, Hồng Thế Long, đã bất ngờ trở về nước và vụ tai nạn xe của anh có thể có mối liên hệ sâu sắc với anh họ. Anh cũng hỏi Tiết Linh Kiều liệu Điền Tịnh Thực có kẻ thù nào không. Câu hỏi này khiến Tiết Linh Kiều tự trách vì anh cho rằng đó là kẻ thù của mình đến trả thù, làm liên lụy đến Điền Tịnh Thực. Con rùa đã từng đồng hành cùng Tiết Linh Kiều dưới biển hỏi liệu anh có thích Điền Tịnh Thực không. Tiết Linh Kiều không chân thành phủ nhận, chỉ nói rằng anh chỉ lo lắng cho cô mà thôi. Điền Tịnh Thực cần đến đồn cảnh sát để ghi lời khai về vụ tai nạn xe hơi. Trước khi rời đi, cô đã trò chuyện với Tiết Linh Kiều tại nhà. Điền Tịnh Thực yêu cầu Tiết Linh Kiều không nên xuất hiện một cách tùy tiện khi Lý Ngạn Chí và Diệp Sâm đều đang nghi ngờ danh tính của anh. Tiết Linh Kiều bày tỏ không cần phải lo lắng vì anh có danh tính hợp pháp và bạn gái xinh đẹp, sống cuộc sống không khác gì người bình thường, không ai sẽ nghi ngờ anh. Diệp Sâm thường xuyên gặp Lý Ngạn Chí để thảo luận về vụ cơ thể ngủ đông, mặc dù Lý Ngạn Chí không đồng ý với ý kiến của anh về việc cơ thể ngủ đông đã tỉnh lại. Lý Ngạn Chí đã thách thức Diệp Sâm, nếu cơ thể ngủ đông thực sự đã tỉnh dậy và ẩn náu, tại sao lại phải cố gắng tìm ra nó? Diệp Sâm cho biết bởi vì đó là vật liệu nghiên cứu của mình. Bệnh tình của Lý Ngạn Chí ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, chỉ có thể dựa vào thuốc để duy trì. Điền Tịnh Thực đang dọn dẹp khu vườn nhà mình thì một chiếc xe bất ngờ dừng lại ở chỗ đậu xe của nhà cô. Khi Điền Tịnh Thực tiến lên để ngăn chặn, cô không ngờ rằng người ngồi trong xe lại là Phùng Đông Đông. Hóa ra, chiếc xe này là Tiết Linh Kiều mua tặng cho Điền Tịnh Thực. Điền Tịnh Thực nhận ra mình đã phát sinh tình cảm đặc biệt với Tiết Linh Kiều, nhưng cô tự lừa dối bản thân, an ủi rằng mình chỉ bị xúc động bởi sự quan tâm của Tiết Linh Kiều. Điền Tịnh Thực và Hồng Thế Quang bị truy sát không có tiến triển, vụ án truy sát chủ nhân biệt thự cũng không mấy khởi sắc. Mực Con báo cáo cho Lý Ngạn Chí tình hình điều tra. Lý Ngạn Chí suy đoán rằng hung thủ có thể đã giả dạng thành người giao sữa để vào nhà và giết chết vợ chồng chủ nhà. Sau khi quay xong phim, Điền Tịnh Thực đến đoàn Taekwondo và không ngờ rằng có một đám đông nữ sinh đang chụp ảnh bên ngoài lớp học của Tiết Linh Kiều, cảnh tượng khiến cô kinh ngạc. Huấn luyện viên Taekwondo là bạn cũ của bố mẹ Điền Tịnh Thực, vì thế Điền Tịnh Thực luôn gọi ông là ba. Huấn luyện viên nói với Điền Tịnh Thực rằng vì có nhiều cô gái đến đây chỉ để nhìn Tiết Linh Kiều, ông muốn mở thêm một lớp học nữa cho Tiết Linh Kiều, nhưng Điền Tịnh Thực kiên quyết phản đối. Mẹ của bé Tiểu Quan, người luôn thích Tiết Linh Kiều, thường xuyên tận dụng cơ hội đưa đón con để trò chuyện với Tiết Linh Kiều. Điền Tịnh Thực thấy cảnh Tiết Linh Kiều và mẹ của bé Tiểu Quan nói chuyện nhiệt tình, cảm thấy tức giận và quyết định theo dõi họ, nhưng không ngờ bị Tiết Linh Kiều phát hiện. Về nhà, Điền Tịnh Thực liên tục tìm cớ để càm giảm Tiết Linh Kiều. Đối mặt với việc Điền Tịnh Thực cố tình tìm cách chọc tức, Tiết Linh Kiều đã chọn cách không để tâm đến điều đó. Anh đã biết rằng Điền Tịnh Thực đang cố tình tìm chuyện vì chuyện của mẹ bé Tiểu Quan và cho rằng nên nấu một ít mướp đắng cho cô để giảm bớt sự nóng này. Điền Tịnh Thực mời Diệp Sâm đi uống trà chiều và cho anh xem bức ảnh chụp anh và Trương Tuyên Tuyên cùng nhau ngắm cảnh về đêm.
Diệp Sâm rõ ràng biết rõ về bí mật đằng sau việc kết hợp kinh doanh giữa Trương Tuyên Tuyên và Hồng Thế Quang. Sau khi trò chuyện, Điền Tịnh Thực bắt đầu hỏi về vấn đề cơ thể ngủ đông. Cô giả vờ hỏi Diệp Sâm liệu cơ thể ngủ đông có thể tỉnh lại không. Cô nói với Diệp Sâm rằng video lan truyền trên mạng trước đây rất kỳ lạ. Lời giải thích của Điền Tịnh Thực khiến Diệp Sâm nhận ra rằng suy đoán của mình không phải là viển vông. Anh liền vội vã trở lại phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Dưới sự khích lệ của Điền Tịnh Thực, Diệp Sâm đã nghiên cứu video mờ lan truyền trước đó trên mạng. Anh tin rằng người trong video có thể chính là cơ thể ngủ đông đã tỉnh lại. Vì vậy, anh đã hẹn Lý Ngạn Chí để cùng nhau đến trang web video yêu cầu phiên bản video rõ mặt. Giám đốc phòng của trang web video, ông Phương, nói rằng họ không có phiên bản video rõ mặt, nhưng dưới sự cảnh báo của Diệp Sâm, ông Phương đã cung cấp thông tin liên lạc trên mạng của người cung cấp video và thông tin của người mua cho Diệp Sâm. Người cung cấp có tên trên mạng là Trưởng Đoàn Vệ Sĩ, nhưng mọi thông tin liên quan đã bị hủy bỏ. Tuyết Linh Kiều luôn theo dõi Diệp Sâm và Lý Ngạn Chí. Thực ra, chính Tuyết Linh Kiều đã bảo Điền Tịnh Thực tìm gặp Diệp Sâm và cố tình đưa cuộc trò chuyện về chủ đề video, để Tuyết Linh Kiều có thể biết được thông tin liên quan đến người đã cố ý hãm hại mình mà không cần phải xuất hiện. Sau khi bức ảnh Trương Tuyên Tuyên và Diệp Sâm cùng nhau ngắm cảnh về đêm bị truyền thông phát tán, chủ đề này trở nên nóng hổi, nhiều phóng viên chờ đợi để phỏng vấn Trương Tuyên Tuyên và Hồng Thế Quang. Hồng Thế Quang đơn phương tuyên bố với truyền thông rằng người đàn ông trong ảnh chỉ là bạn tốt của Trương Tuyên Tuyên và đám cưới của anh với Trương Tuyên Tuyên sẽ được tổ chức vào cuối năm và họ cũng sẽ mời người bạn này đến tham dự. Lý Ngạn Chí và Diệp Sâm tìm được người muốn mua video, người này là Trương Trinh Thám, trợ lý của người bí ẩn. Nhưng anh ta tuyên bố chỉ mua video theo người khác mời và từ chối tiết lộ thông tin về người ủy thác. Tuy nhiên, Tuyết Linh Kiều theo dõi phía sau đã có được thông tin bất ngờ. Anh trực tiếp đến văn phòng của Trương Trinh Thám và hỏi tại sao anh ta muốn mua video phiên bản rõ ràng về quái vật. Đồng thời thẳng thắn nói với Trương Trinh Thám rằng chính anh là người bán video, nhưng Trương Trinh Thám vẫn giả vờ không biết và Tuyết Linh Kiều không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở về mà không đạt được kết quả. Khi Tuyết Linh Kiều trở về nhà, Điền Tịnh Thực đã quan tâm hỏi về tiến trình của sự việc. Tuyết Linh Kiều hỏi cô liệu cô có thực sự mong muốn sự việc được làm rõ và anh ta rời đi hay không. Sau đó anh bước vào phòng tắm. Điền Tịnh Thực âm thầm trả lời rằng cô không mong muốn điều đó. Trương Tuyên Tuyên sau khi xem cuộc phỏng vấn của Hồng Thế Quang trên truyền hình đã tức giận đến văn phòng của anh ta để hỏi lý do tại sao anh lại đơn phương công bố ngày cưới. Hồng Thế Quang thẳng thắn nói rằng tin đồn tình ái của Trương Tuyên Tuyên đã khiến cổ phiếu của cả hai gia đình Trương và Hồng giảm sút nghiêm trọng. Và để ổn định niềm tin của các cổ đông, anh buộc phải sử dụng kế sách này. Tuyết Linh Kiều lên một chiếc taxi để theo dõi Trương Trinh Thám, nhưng Trương Trinh Thám tinh ý phát hiện ra và lái xe đến một công trường bỏ hoang. Tuyết Linh Kiều yêu cầu Trương Trinh Thám quay lại và báo với chủ nhân của mình rằng anh ta có thời gian và chắc chắn sẽ tìm ra người đó. Điền Tịnh Thực biết rằng Tuyết Linh Kiều hàng ngày đưa mẹ con bé Tiểu Quan về nhà và cảm thấy rất ghen tị. Để chọc tức Tuyết Linh Kiều, cô đồng ý lời mời ăn tối của Diệp Sâm. Tuyết Linh Kiều nhìn thấu ý định của cô và nhắc nhở rằng hành động của cô là do lòng đố kỵ chứ không phải tình yêu. Khi Điền Tịnh Thực đến phòng thí nghiệm tìm Diệp Sâm và đã gặp giáo sư Lý ở phòng vệ sinh, giáo sư Lý trực tiếp nói rằng ông đã biết về sự tồn tại của quái vật và đã tìm ra cách đối phó. Điền Tịnh Thực giả vờ không biết gì và sau đó kể lại sự việc cho Tuyết Linh Kiều, khiến anh tức giận vì cho rằng việc Điền Tịnh Thực và giáo sư Lý nói chuyện riêng rất nguy hiểm. Anh đã mắng cô vì cảm thấy lo lắng, nhưng Điền Tịnh Thực không hiểu ý định của Tuyết Linh Kiều và cảm thấy rất uất ức. Điền Tịnh Thực chạy đi trong nước mắt và đến nhà bạn thân là Trương Tuyên Tuyên. Sau khi nghe Điền Tịnh Thực tâm sự, Trương Tuyên Tuyên cho biết bản thân cũng đang trong tình trạng hỗn loạn, không biết phải làm sao. Điền Tịnh Thực gợi ý cô thử tiến xa hơn với Diệp Sâm, nhưng Trương Tuyên Tuyên nói dù cô có cảm xúc với Diệp Sâm, cô sẽ không bao giờ quen với bạn trai cũ của bản thân mình. Điền Tịnh Thực quan tâm hỏi Trương Tuyên Tuyên sẽ xử lý thế nào với vấn đề hôn ước. Và Trương Tuyên Tuyên cho biết cô và Hồng Thế Quang dự định tổ chức một buổi tiệc từ thiện để giải quyết tình hình, đồng thời sẽ mời Tuyết Linh Kiều và Điền Tịnh Thực tham dự. Lý Ngạn Chí hẹn gặp Diệp Sâm ở sân tập của trường. Thái độ của Lý Ngạn Chí rất khác thường, anh ấy trở nên rất buồn bã và bất ngờ ho ra máu, khiến Diệp Sâm nhận ra có điều gì đó không ổn. Lý Ngạn Chí sau đó nói sự thật với Diệp Sâm rằng anh ấy đã mắc bệnh ung thư phổi. Diệp Sâm hiểu lý do Lý Ngạn Chí từ chối lời cầu hôn của Điền Tịnh Thực và hứa sẽ giữ bí mật cho anh. Trong cuộc trò chuyện với Điền Tịnh Thực, Tuyết Linh Kiều nói với cô rằng chính vì muốn trả thù mà anh đã vô tình kéo cô vào cuộc, anh sẽ cố gắng bảo vệ cô. Anh dặn Điền Tịnh Thực phải tự bảo vệ mình khi anh không ở đó. Nghe những lời này, trái tim Điền Tịnh Thực đập nhanh và Tuyết Linh Kiều cảm nhận được, anh nhắc nhở cô về cơn ghen tuông của mình. Sau khi uống hai ly rượu, Điền Tịnh Thực thẳng thắn nói rằng tình cảm cô dành cho anh không phải là sở hữu mà là tình yêu. Trước lời tỏ tình của Điền Tịnh Thực, Tuyết Linh Kiều cảm thấy không thể tin được. Điền Tịnh Thực nói rằng cô yêu anh, nhưng vì hoàn cảnh của anh, cô biết rằng mối quan hệ này không có tương lai, không có kết quả. Sau đó, Điền Tịnh Thực say xỉn và ngã vào lòng Tuyết Linh Kiều. Trương Trinh Thám đã gọi điện cho ông chủ bí ẩn của mình để thông báo rằng anh ta đang bị Tuyết Linh Kiều theo dõi. Người bí ẩn hỏi về tiến trình của kế hoạch và có vẻ như cả hai đang lên kế hoạch cho một âm mưu lớn hơn. Phùng Đông Đông lái xe đưa Điền Tịnh Thực vừa hoàn thành việc quay phim trở về nhà. Trên đường về, Phùng Đông Đông hỏi Điền Tịnh Thực tại sao gần đây cô có vẻ u buồn và Điền Tịnh Thực thú nhận việc cô đã tỏ tình với Tuyết Linh Kiều nhưng bị từ chối. Phùng Đông Đông nhắc nhở cô rằng cần phải chú ý bảo vệ Tuyết Linh Kiều tại buổi tiệc từ thiện do Trương Tuyên Tuyên tổ chức. Lời nhắc nhở của Phùng Đông Đông khiến Điền Tịnh Thực nhận ra rằng cô chưa chuẩn bị xong món hàng cho buổi đấu giá tại buổi tiệc từ thiện, nên cô vội vã trở về nhà bố mẹ để chuẩn bị. Điền Tịnh Thực nói với bố mình rằng cô muốn đấu giá bức tranh mình vẽ hồi lớp 3 tiểu học.
Bố Điền Tịnh Thực nói với cô rằng những đồ vật này đã được mẹ cô giấu dưới gầm giường. Khi Điền Tịnh Thực đi tìm, cô không chỉ tìm thấy bức tranh của mình mà còn phát hiện một hộp chứa bao cao su và đồ lót sexy. Bố Điền Tịnh Thực đã giải thích cho cô về nguyên nhân của sự việc. Vì vậy, khi trở về nhà, Điền Tịnh Thực đã mặc bộ đồ lót sexy mà Tiết Linh Kiều mua, cố ý ngồi bên cạnh anh để quyến rũ anh, nhưng Tiết Linh Kiều không hề bị dao động. Dưới sự thăm dò của Điền Tịnh Thực, Tiết Linh Kiều giải thích rằng đó là một kế hoạch nhỏ ban đầu của mình để có thể ở lại nhà Điền Tịnh Thực. Và anh cũng nói thẳng rằng hành vi vừa rồi của Điền Tịnh Thực khiến anh cảm thấy rẻ tiền. Điều này khiến Điền Tịnh Thực, người được mệnh danh là nữ thần Trạch Nam, cảm thấy rất bối rối và không biết phải nói gì. Phản ứng của Tiết Linh Kiều đã khiến Điền Tịnh Thực cảm thấy bị kích thích. Cô bắt đầu nghi ngờ về xu hướng tính dục của Tiết Linh Kiều và đã sai Phùng Đông Đông đến quyến rũ Tiết Linh Kiều. Trong khi đó, cô ngồi ở lầu trên để quan sát tình hình phòng khách qua hệ thống giám sát và phản ứng của Tiết Linh Kiều hoàn toàn bình thường. Sau khi xác nhận được xu hướng tính dục của Tiết Linh Kiều, vào sáng hôm sau, Điền Tịnh Thực bắt đầu theo đuổi lối sống đảm đang, chuẩn bị bữa sáng tỉ mỉ và hỏi Tiết Linh Kiều tại sao anh không thích cô. Tiết Linh Kiều nói rằng anh đã quen với việc sống một mình từ lâu. Buổi tiệc từ thiện diễn ra trong không khí trang trọng, Điền Tịnh Thực và Tiết Linh Kiều cùng nhau tham dự. Khi Trương Tuyên Tuyên trò chuyện với họ, giáo sư Lý lẻn qua một góc bên cạnh để tiện theo dõi. Trong lễ đấu giá từ thiện, chiếc vòng ngọc bích của Trương Tuyên Tuyên đã được bán với giá 1.500.000. Điều này khiến Điền Tịnh Thực, người đã quyên góp bức vẽ hồi lớp 3 tiểu học của mình, cảm thấy lo lắng không yên. Cô đã nhờ Tiết Linh Kiều, người ngồi cạnh mình, mua lại bức vẽ của mình và Tiết Linh Kiều đã nhân cơ hội này yêu cầu cô đồng ý với một điều kiện. Sau đó, tác phẩm của Điền Tịnh Thực và thầy giáo cũ của cô, thầy Dương Hạo, đã được Tiết Linh Kiều đẩy giá lên tới 800.000 và sau đó lại bị người khác mua đi. Chiếc váy của Điền Tịnh Thực bị dính rượu, cô vội vã quay trở lại phòng để xử lý, nhưng có người cố ý thổi khí độc vào phòng cô, khiến Điền Tịnh Thực cảm thấy yếu ớt và ngất xỉu trên sàn. Một người bí ẩn đã vào và nhân lúc cô bất tỉnh đãng đưa đi mất. Khi Tiết Linh Kiều trở lại không thấy Điền Tịnh Thực, nhịp đập bất thường của trái tim anh đã khiến anh nhận ra Điền Tịnh Thực đang ở trong tình thế nguy hiểm. Đúng như vậy, khi tỉnh dậy, Điền Tịnh Thực nhận ra mình đang ở trong một căn phòng bốc cháy, ngọn lửa ngày càng dữ dội và cô không biết phải làm gì. Tiết Linh Kiều đã kịp thời đến và đá văng cánh cửa bị khóa. Mặt khác, mọi người tại buổi tiệc cũng phát hiện ra có ngôi nhà đang cháy và Trương Tuyên Tuyên vô cùng lo lắng cho Điền Tịnh Thực, vội vã đến hiện trường, trong khi Hồng Thế Quang vội vã chạy đến bãi đậu xe, lái xe đuổi theo một người đàn ông bí ẩn đeo khẩu trang. Trên xe của người đàn ông bí ẩn có một chai nước hoa chứa chất mê, người đàn ông dần mất ý thức và xe cũng va chạm vào một đống hàng hóa rồi bốc cháy khiến hắn ra đi mãi mãi. Trong mắt cảnh sát, vụ cháy này kết thúc với sự ra đi của thủ phạm và việc ông Hồng bị thương khi truy đuổi kẻ xấu, nhưng sự thật có vẻ không chỉ dừng lại ở đó. Trương Tuyên Tuyên đến bệnh viện thăm Điền Tịnh Thực. Cô cảnh báo Điền Tịnh Thực nên tránh xa Hồng Thế Quang, nếu không sẽ luôn gặp phải những chuyện xui xẻo. Lời này khiến Tiết Linh Kiều bắt đầu nghi ngờ Hồng Thế Quang. Ngay khi Trương Tuyên Tuyên nói xong, Hồng Thế Quang đã đến thăm Điền Tịnh Thực tại bệnh viện. Tiết Linh Kiều trực tiếp cảnh báo anh ta nên tránh xa Điền Tịnh Thực, thái độ nghiêm túc khiến mọi người trong phòng đều cảm thấy ngại ngùng. Tại đồn cảnh sát, một con bày tỏ sự ngạc nhiên với chuỗi sự kiện bí ẩn gần đây liên quan đến Điền Tịnh Thực. Lý Ngạn Chí vội vã đến, anh yêu cầu trưởng phòng hủy bỏ kỳ nghỉ, biết rõ tình trạng bệnh của anh. Trưởng phòng cũng cảm thấy bất lực nhưng đành chấp nhận yêu cầu của anh. Lý Ngạn Chí đến gặp Điền Tịnh Thực để hiểu rõ tình hình. Anh giải thích rằng việc gắn thiết bị theo dõi trên xe không có ý đồ gì khác ngoài việc đảm bảo an toàn cho cô. Sự quan tâm của Lý Ngạn Chí khiến Điền Tịnh Thực cảm thấy khó hiểu. Cô trực tiếp hỏi anh tại sao dù trong lòng có cô nhưng lại từ chối lời cầu hôn của cô. Đúng lúc đó, một con gọi điện thông báo đã tìm được địa chỉ của nghi phạm đốt nhà. Lý Ngạn Chí vội vã đến nhà của nghi phạm, Tiết Linh Kiều cũng lẳng lặng theo sau. Giáo sư Lý ở nhà xem tin tức về vụ cháy tại buổi đấu giá từ thiện và nhớ lại cảnh tượng hôm qua. Hóa ra, giáo sư Lý đã lén lút lấy chiếc cốc mà Tiết Linh Kiều đã sử dụng. Sau khi kiểm tra, xác định Tiết Linh Kiều chính là quái vật trong mắt ông, là cơ thể ngủ đông có khả năng tự phục hồi hoàn hảo. Giáo sư Lý dường như đã phát điên và cười lớn vì hạnh phúc. Tiết Linh Kiều đã đoán ra kẻ đứng sau anh đã đến bãi biển để tâm sự với con rùa thần rằng một khi mọi chuyện được giải quyết anh phải rời xa Điền Tịnh Thực. Tiết Linh Kiều ngồi trong sân đăm chiêu suy nghĩ, Điền Tịnh Thực đến sân để xem chiếc chăn cô mới giặt, cô không may té ngã lên Tiết Linh Kiều. Người đang ngồi sau chiếc chăn, Điền Tịnh Thực mất liêm sỉ không chịu đứng dậy, Tiết Linh Kiều cuối cùng phải đẩy cô xuống đất. Diệp Sâm giúp Điền Tịnh Thực băng bó và muốn tiết lộ với cô những khó khăn mà Lý Ngạn Chí đang gặp phải, nhưng Điền Tịnh Thực chỉ tập trung vào Tiết Linh Kiều và không nhận ra ý tứ đằng sau lời nói của Diệp Sâm. Khi Điền Tịnh Thực trở về nhà và thấy Tiết Linh Kiều lạnh lùng với mình, cô rất tức giận và chỉ trích hành vi của anh. Tiết Linh Kiều đã quyết định rời đi, anh chỉ ra rằng Điền Tịnh Thực, một con người bình thường, sống quá vô tư, ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm trong vụ hỏa hoạn cũng còn đùa giỡn với anh. Tiết Linh Kiều nói rằng anh sắp phải rời đi, điều này khiến Điền Tịnh Thực càng thêm tức giận. Tiết Linh Kiều đang dạy một lớp học cho trẻ em tại đường võ Taekwondo thì thấy Điền Tịnh Thực mặc đồ Taekwondo, tức giận đến và muốn đối đầu với Tiết Linh Kiều. Hóa ra, Điền Tịnh Thực muốn chứng minh rằng cô có thể tự bảo vệ mình, nhưng Tiết Linh Kiều cho rằng cô đang làm trò. Đúng như dự đoán, chỉ với một động tác, Tiết Linh Kiều đã hạ gục Điền Tịnh Thực, khiến cô ngã xuống đất và những đứa trẻ xung quanh được một pha cười không ngớt. Tiết Linh Kiều mang Điền Tịnh Thực về nhà, anh trách cô cố tình làm những chuyện nguy hiểm. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tiết Linh Kiều, Điền Tịnh Thực tin chắc rằng anh cũng thích mình. Tuy nhiên, Tiết Linh Kiều giải thích rằng lý do anh cố gắng cứu cô là vì trước đây máu của Điền Tịnh Thực đã cứu sống anh.
Họ có một sự liên kết về cảm xúc, và nếu Điền Tịnh Thực chết, anh sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông trở lại, khiến kẻ thù có cơ hội làm bất cứ điều gì họ muốn. Những lời này làm Điền Tịnh Thực rất đau lòng, cô cố tỏ ra mạnh mẽ nói rằng họ nên quay lại cuộc sống bình thường của mình. Trương Tuyên Tuyên đến đồn cảnh sát tìm Lý Ngạn Chí, cô nhận thấy sự bất thường của anh, thấy anh đã gầy đi trông thấy và hỏi Lý Ngạn Chí có chuyện gì giấu cô không, nhưng được Lý Ngạn Chí lảng tránh. Lý Ngạn Chí còn khuyên Trương Tuyên Tuyên chấp nhận Diệp Sâm. Trong một cảnh quay cảm xúc buồn, Điền Tịnh Thực khóc như mưa, đạo diễn ca ngợi diễn xuất của cô mà không biết rằng cô đang khóc cho bản thân mình. Để tránh gặp Tiết Linh Kiều, Điền Tịnh Thực yêu cầu đi cùng Phùng Đông Đông đến một địa điểm khác tham gia sự kiện. Tối hôm đó, Tiết Linh Kiều trở về thấy ngôi nhà vắng lặng đến đáng sợ, bật tivi và thấy cuộc phỏng vấn truyền hình trước đây của Điền Tịnh Thực. Nhìn thấy Điền Tịnh Thực với khuôn mặt ngọt ngào kể về quá trình tương tác giữa hai người, Tiết Linh Kiều cũng không tự chủ được mà nở nụ cười. Phùng Đông Đông nhận ra sự bất thường của Điền Tịnh Thực, anh muốn gọi điện cho Tiết Linh Kiều nhưng lại bị Điền Tịnh Thực ngăn cản. Mặt khác, Tiết Linh Kiều không biết Điền Tịnh Thực đi đâu, vẫn tìm kiếm trên Weibo của Điền Tịnh Thực. Điền Tịnh Thực không muốn về nhà ngay sau khi xuống máy bay, đã cùng Phùng Đông Đông tới trung tâm mua sắm và mua sắm điên cuồng để quên đi nỗi buồn. Trong khi đó, Tiết Linh Kiều đến công ty dịch vụ gia đình để giúp Điền Tịnh Thực chọn một quản gia riêng. Sự kén chọn của Tiết Linh Kiều khiến nhân viên công ty gia đình khó chịu, muốn tấn công Tiết Linh Kiều, nhưng Tiết Linh Kiều với năng lực phi thường dễ dàng làm cho những người này ngất xỉu tại chỗ. Điền Tịnh Thực với tâm trạng chán trường kéo Phùng Đông Đông đến quán bar để uống say, cô nhanh chóng say xỉn và ngã xuống bàn. Phùng Đông Đông đã gọi điện cho Tiết Linh Kiều cầu cứu. Tiết Linh Kiều lập tức đến và ôm lấy Điền Tịnh Thực đang say xỉn đưa về nhà. Trên đường, Điền Tịnh Thực mê man nhưng vẫn gọi tên Tiết Linh Kiều, còn Phùng Đông Đông nài nỉ Tiết Linh Kiều, yêu cầu anh hãy nhẫn nhịn với Điền Tịnh Thực một chút. Bên trong lòng Tiết Linh Kiều cũng tràn đầy xúc cảm nhưng anh không thể để người khác biết. Tiết Linh Kiều đưa Điền Tịnh Thực về nhà và chăm sóc cô một cách chu đáo. Điền Tịnh Thực bị sốt và liên tục lẩm bẩm nói những điều cô muốn nói với Tiết Linh Kiều. Để Điền Tịnh Thực nhanh chóng hồi phục, Tiết Linh Kiều đã hôn cô lần nữa. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Điền Tịnh Thực đến phòng của Tiết Linh Kiều và thấy phòng trống không. Cô thở dài tự nhủ rằng quả nhiên không có ai quan tâm đến mình. Sau đó, cô gọi điện rủ dê Phùng Đông Đông đi uống rượu cùng mình. Phùng Đông Đông hỏi cô tại sao tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy mà không thấy khó chịu. Lời này khiến Điền Tịnh Thực cảm thấy bất thường, bởi cô không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào, nhận thấy vết thương trên tay mình đã lành hoàn toàn. Cô nhận ra chắc chắn là do Tiết Linh Kiều đã thực hiện một phương pháp chữa trị đặc biệt và Điền Tịnh Thực lại một lần nữa tin rằng Tiết Linh Kiều chắc chắn thích mình. Tiết Linh Kiều hẹn gặp người của công ty bảo hiểm tại nhà hàng. Anh đã mua bảo hiểm cho Điền Tịnh Thực nhưng không ngờ gặp Lý Ngạn Chí ở đó. Tiết Linh Kiều với khả năng nghe siêu phàm biết được Lý Ngạn Chí đang ký hợp đồng với người của công ty bảo hiểm. Anh ấy cũng đang mua bảo hiểm cho Điền Tịnh Thực. Điền Tịnh Thực luôn tự thuyết phục mình, cô cho rằng đối với Tiết Linh Kiều, một người đã sống trên thế gian hơn 500 năm, việc anh ấy tỏ ra do dự và chần chừ trong tình cảm cũng là điều bình thường. Trong khi đó, Phùng Đông Đông nói với cô rằng đừng tự lừa dối bản thân nữa. Tiết Linh Kiều đã sớm nói lời tạm biệt với mẹ con Tiểu Quan và cảnh tượng ba người cùng nhau tình cờ bị Điền Tịnh Thực đi ngang qua và nhìn thấy. Điền Tịnh Thực lập tức yêu cầu Phùng Đông Đông dừng xe, ban đầu với thái độ nghiêm nghị. Điền Tịnh Thực đã bị câu nói sao cô lại theo dõi tôi của Tiết Linh Kiều làm cho mất hết phong độ. Sau đó cô châm biếm mẹ Tiểu Quan và quay lưng lên xe. Điền Tịnh Thực rất không hài lòng với những lời lẽ không lịch sự của mình với mẹ Tiểu Quan, ngỏ ý chuyển đến sống cùng với Phùng Đông Đông. Khi không còn cách nào khác, Điền Tịnh Thực đã mời Trương Tuyên Tuyên đến nhà mình để tìm lời khuyên và Trương Tuyên Tuyên khẳng định với Điền Tịnh Thực rằng Tiết Linh Kiều chắc chắn thích cô. Điền Tịnh Thực hỏi Phùng Đông Đông về tình hình của Tiết Linh Kiều tại nhà anh ấy. Phùng Đông Đông trả lời thật lòng và Điền Tịnh Thực tỏ ra rất hài lòng, yêu cầu Phùng Đông Đông chăm sóc Tiết Linh Kiều và kịp thời báo cáo mọi tình hình về anh ấy cho cô, đồng thời tự an ủi rằng Tiết Linh Kiều chỉ là thỉnh thoảng thay đổi nơi ở một vài ngày. Hồng Thế Quang và Trương Tuyên Tuyên cùng nhau thưởng trà, Diệp Sâm và bạn bè cũng tình cờ đến đây. Diệp Sâm tiến lên chào hỏi và thẳng thắn bày tỏ mình thích Trương Tuyên Tuyên. Hồng Thế Quang cũng nhận ra từ phản ứng của Trương Tuyên Tuyên rằng cô ấy không phải không có cảm xúc với Diệp Sâm. Tiết Linh Kiều hỏi Phùng Đông Đông làm thế nào để tìm một người qua ảnh. Phùng Đông Đông nói với anh chỉ cần đăng tấm hình lên mạng và bịa một câu chuyện kỳ quái về người đó, cư dân mạng sẽ nhanh chóng tìm ra người đó. Phùng Đông Đông còn tự nguyện nói rằng có thể giúp thực hiện ngay bây giờ, nhưng Tiết Linh Kiều khi nghĩ đến việc sớm phải chia tay với Điền Tịnh Thực đã từ chối đề nghị của Đông Đông. Phùng Đông Đông nhanh chóng chuyển thông tin mình nắm được cho Điền Tịnh Thực. Mặt khác, Điền Tịnh Thực thường xuyên đăng tải trạng thái trên Weibo, thật ra muốn để Tiết Linh Kiều biết đến những hoạt động của mình. Tiết Linh Kiều tỏ ra không quan tâm, nhưng lại lén lút xem Weibo của cô khi Phùng Đông Đông không chú ý. Diệp Sâm mời Trương Tuyên Tuyên đi ăn, nhưng bị cô từ chối. Ở một diễn biến khác, Trương Tuyên Tuyên ngồi tại phim trường và trải lòng với Điền Tịnh Thực về sự phân vân của mình. Cô thẳng thắn thừa nhận rằng mình có cảm xúc với Diệp Sâm, nhưng bản thân không thể yêu người yêu cũ của bản thân. Trong khi cô đang say sưa nói, Điền Tịnh Thực lén lấy điện thoại của cô và nhắn tin cho Diệp Sâm, hẹn anh ấy tại quán cà phê bên cạnh phim trường vào lúc 10 giờ. Giáo sư Lý gửi email cho nhà tài trợ bí ẩn, thông báo rằng mình đã tìm ra điểm yếu chết người của cơ thể ngủ đông. Nhưng người bí ẩn ấy cho biết họ không cần điểm yếu mà là cách giết chết trực tiếp. Dưới sự cầu xin khẩn thiết của giáo sư Lý, người bí ẩn đồng ý cung cấp thêm một mẫu máu cho giáo sư. Tuyết Linh Kiều muốn mua lại chiếc ngọc bội gia truyền từ người sưu tập, nhưng người của công ty đấu giá nói rằng vì giá trị của chiếc ngọc bội không thể đo lường. Họ hy vọng Tuyết Linh Kiều có thể tìm một nhân vật nổi tiếng làm bảo lãnh để xác minh giả thiết của mình.
Tuyết Linh Kiều gọi điện cho Hồng Thế Quang. Với sự bảo lãnh của Hồng Thế Quang, Tuyết Linh Kiều đã mua lại được chiếc ngọc bội. Diệp Sâm bận rộn với thí nghiệm và không thấy tin nhắn Điền Tịnh Thực gửi thay cho Trương Tuyên Tuyên. Khi anh vội vã đến quán cà phê, Trương Tuyên Tuyên đã đi mất, anh chỉ còn cách gọi điện cho Điền Tịnh Thực để nhờ giải thích. Điền Tịnh Thực đang tập yoga tại nhà thì nhận được cuộc gọi từ bố Điền, thông báo ông đang đứng ngay ngoài cửa. Điền Tịnh Thực hoảng hốt vội vàng gọi điện cho Tuyết Linh Kiều để nhờ anh về ngay. Điền Tịnh Thực nói dối bố mẹ rằng Tuyết Linh Kiều đang tắm, nhưng thực tế, mẹ cô đã sớm nhận ra dấu hiệu lừa dối từ những chi tiết nhỏ trong nhà. Đúng lúc mẹ Điền Định vạch trần lời nói dối của Điền Tịnh Thực, Tuyết Linh Kiều xuất hiện, đi ra từ phòng tắm. Sau khi bố mẹ Điền đi, Tuyết Linh Kiều nói rằng để phòng tránh bố mẹ Điền quay lại không báo trước, anh sẽ ở lại qua đêm. Nhưng Điền Tịnh Thực, với suy nghĩ đơn giản, không nhận ra ý đồ của Tuyết Linh Kiều, khẳng định rằng bố mẹ cô chắc chắn không làm như vậy. Tuyết Linh Kiều chỉ còn cách bực bội rời đi. Ngày hôm sau, Điền Tịnh Thực đầy hối hận, hẹn gặp Tuyết Linh Kiều tại khu vườn trên đường cao tốc, nhưng trong lúc cô đang chờ đợi, giáo sư Lý trang bị đầy đủ vũ khí, xuống xe và bắt cóc cô. Tuyết Linh Kiều đến địa điểm đã hẹn nhưng không thấy bóng dáng của Điền Tịnh Thực, chỉ thấy chiếc kính mát và hộp sữa chua rơi vương vãi trên đất. Lúc này, cảm nhận được nhịp đập yếu ớt của trái tim, Tuyết Linh Kiều biết rằng tình hình không ổn. Anh thấy tin nhắn Điền Tịnh Thực gửi cho mình và lập tức lao tới kho hàng số 33. Tuyết Linh Kiều mở cửa kho hàng và phát hiện ra đây là một kho lạnh, nhưng anh vẫn quyết định bước vào. Khi anh tìm thấy Điền Tịnh Thực và muốn dẫn cô ra ngoài, anh phát hiện ra cửa của kho lạnh đã bị đóng lại. Giáo sư Lý không ngừng hạ thấp nhiệt độ trong kho. Tuyết Linh Kiều đã đưa áo khoác của mình cho Điền Tịnh Thực, người đang run rẩy vì lạnh. Buổi ra mắt phim mới sắp diễn ra, nhưng không thấy bóng dáng của Điền Tịnh Thực, Trương Tuyên Tuyên vô cùng lo lắng đã gọi điện cho Lý Ngạn Chí và Lý Ngạn Chí vội vã dẫn người lên núi. Sau đó, qua việc kiểm tra hồ sơ tin nhắn của Điền Tịnh Thực, họ biết được cô đang ở trong kho hàng số 33 và đã dẫn theo một đội ngũ đến đó. Họ bắt giữ giáo sư Lý, nhưng kho lạnh số 15 nơi Tuyết Linh Kiều và Điền Tịnh Thực bị giam cầm được khóa bằng mật khẩu, Lý Ngạn Chí chỉ còn cách gọi điện cho Diệp Sâm. Dựa vào sự hiểu biết về giáo sư Lý, Diệp Sâm đoán được mật khẩu và Điền Tịnh Thực cùng Tuyết Linh Kiều được cứu thoát. Hai nhân viên cảnh sát chở giáo sư Lý rời đi trước và khi họ nhận thấy có tai nạn xảy ra phía trước, họ xuống xe để xử lý. Thực ra đây là một chiêu trò của nhà tài trợ bí ẩn nhằm cứu giáo sư Lý, họ đã làm cho cảnh sát bất tỉnh và giải cứu giáo sư Lý. Hành vi của giáo sư Lý khiến Lý Ngạn Chí tin rằng Tuyết Linh Kiều chính là thể hồi tỉnh. Anh tìm đến trung tâm nghiên cứu để hỏi Diệp Sâm và Diệp Sâm cũng kể cho Lý Ngạn Chí nghe về việc giáo sư Lý đã thay đổi đạo cụ tại phim trường để làm tổn thương Điền Tịnh Thực nhằm lấy mẫu máu của cô. Lý Ngạn Chí hỏi ai biết về việc thể hồi tỉnh được hồi sinh. Diệp Sâm suy nghĩ một lúc và cho rằng nhà tài trợ bí ẩn kia chắc chắn biết và hành động bất thường gần đây của giáo sư Lý có liên quan mật thiết đến người này. Lý Ngạn Chí nhấn mạnh với Diệp Sâm về việc giữ bí mật vì việc tiết lộ thông tin có thể gây nguy hiểm cho quái vật. Tuyết Linh Kiều chăm sóc Điền Tịnh Thực trên giường bệnh một cách chu đáo, thực hiện mọi yêu cầu kỳ quặc của cô, từ việc cho cô ăn đến cùng nhau ngâm chân. Nhà tài trợ bí ẩn và giáo sư Lý tính sổ sau mùa thu, ông ta mắng giáo sư Lý về sự tự phụ của mình. Giáo sư Lý cầu xin, nói rằng mình có đủ thiết bị thí nghiệm và máu của quái vật, yêu cầu giáo sư Lý nhanh chóng tiến hành nghiên cứu, nếu không sẽ khiến gia đình ông ta gặp nhau ở thiên đường. Tuyết Linh Kiều kiên nhẫn du Điền Tịnh Thực ngủ, nhìn khuôn mặt của cô, Tuyết Linh Kiều suy đoán rằng kẻ thù của mình đã nhắm vào Điền Tịnh Thực để buộc anh phải lộ diện. Lý Ngạn Chí mời Tuyết Linh Kiều gặp mặt để trò chuyện. Anh thẳng thắn bày tỏ rằng việc Điền Tịnh Thực gần đây liên quan đến một loạt sự kiện kỳ lạ có thể có liên quan đến Tuyết Linh Kiều. Nhưng anh cũng cho biết khi mở cửa kho lạnh và thấy Tuyết Linh Kiều ôm chặt Điền Tịnh Thực trong vòng tay, anh đã bị Tuyết Linh Kiều chạm đến trái tim. Anh hỏi Tuyết Linh Kiều có yêu Điền Tịnh Thực không và Tuyết Linh Kiều không chút do dự đã đáp lại một cách khẳng định. Tuyết Linh Kiều đưa Điền Tịnh Thực về nhà, cả hai vui vẻ trò chuyện. Tuyết Linh Kiều cuối cùng cũng sẵn lòng đối diện và chấp nhận tình cảm của mình dành cho Điền Tịnh Thực. Không lâu sau khi họ về nhà, Phùng Đông Đông đã mang hành lý của Tuyết Linh Kiều đến. Diệp Sâm nhớ lại lời giáo sư Lý nói trước khi rời đi, tự trách mình, cho rằng mình đã nên cảnh giác và kịp thời ngăn chặn giáo sư Lý. Trong niềm hạnh phúc, Điền Tịnh Thực đã đặt bức ảnh của mình làm hình nền điện thoại cho Tuyết Linh Kiều, còn mời Phùng Đông Đông cùng trang trí lại phòng Tuyết Linh Kiều, treo ảnh của cô lên tường phòng Tuyết Linh Kiều và thay bộ ga trải giường mới cho anh. Điền Tịnh Thực đã đưa cho Tuyết Linh Kiều một danh sách mua sắm dài loằng ngoằng, yêu cầu anh đi mua sắm tại trung tâm thương mại. Bản thân cô thì đi uống trà chiều cùng với Trương Tuyên Tuyên, khích lệ Trương Tuyên Tuyên chấp nhận Diệp Sâm và bắt đầu một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Sau đó, Trương Tuyên Tuyên gọi điện cho Diệp Sâm, nói rằng giữa cô và anh không thể nào có chuyện gì. Trong vụ án mạng tại biệt thự, em gái của nạn nhân, cô Khám, đã gửi lại một đĩa CIG chứa video bữa tiệc sinh nhật mà anh trai cô, ông Khám, đã quay cho cô. Do đó, video đã chứa đựng hình ảnh chân thực về nội thất hàng ngày của ngôi nhà. Lý Ngạn Chí cầm theo bức ảnh và dẫn Tiểu Mực đến biệt thự để so sánh. Điền Tịnh Thực đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến trên ban công sau khi uống hai ly rượu. Cô thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình dành cho Tuyết Linh Kiều và cô cũng nhận ra rằng Tuyết Linh Kiều cũng có tình cảm với cô. Cô nói rằng chuyện con người và yêu quái khác biệt không phải là vấn đề, họ có thể di cư sang nơi khác. Trước lời tỏ tình của Điền Tịnh Thực, Tuyết Linh Kiều cảm động, nhưng trước khi anh kịp phản hồi, Điền Tịnh Thực đã say xỉn và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi Điền Tịnh Thực tỉnh dậy sau cơn say, cô liền hỏi Tuyết Linh Kiều tối qua đã thì thầm điều gì vào tai mình, nhưng Tuyết Linh Kiều chỉ nói rằng nếu không nghe được thì thôi. Trong lúc hai người đang đùa giỡn, Lý Ngạn Chí gọi điện thoại mời Tuyết Linh Kiều gặp mặt. Hóa ra,
Qua việc Phùng Đông Đông nghiệm hiện trường, Lý Ngạn Chí phát hiện ra rằng kẻ sát nhân trong vụ án giết người tại biệt thự đã lấy đi một bức ảnh cũ hơn 100 năm. Lý Ngạn Chí biết được từ cô khám rằng Tiết Linh Kiều từng hỏi cô ấy về bức ảnh cũ, vì vậy Lý Ngạn Chí tin rằng Tiết Linh Kiều có mối liên hệ mật thiết với vụ việc này. Tiết Linh Kiều sau đó nói với anh ta rằng có thể người trong ảnh chính là kẻ đã ăn cắp chiếc ngọc bội gia truyền của mình. Tiết Linh Kiều chia sẻ suy nghĩ của mình với Lý Ngạn Chí và đề nghị anh ta hợp tác để bắt kẻ thù ác. Lý Ngạn Chí đồng ý, anh ta đã xin phép từ giám đốc để hủy kỳ nghỉ. Vì giám đốc tin rằng dù có buộc anh ta nghỉ để chăm sóc sức khỏe, anh ấy vẫn sẽ bận rộn với các vụ án của sở cảnh sát và cuối cùng đã đồng ý với yêu cầu của anh. Theo kế hoạch với Tiết Linh Kiều, Lý Ngạn Chí đã thuyết phục giám đốc tổ chức một cuộc họp báo để thông báo về tình hình điều tra vụ án giết người tại biệt thự. Lý Ngạn Chí tuyên bố rằng vụ án có thể liên quan đến một bức ảnh cũ và còn nói dối rằng em gái của nạn nhân đã tìm thấy một bản sao của bức ảnh cũ và đã gửi đi qua đường hàng không. Họ làm như vậy để khiến cho kẻ sát nhân hoảng sợ và từ đó lộ ra manh mối. Sau khi thấy Lý Ngạn Chí phát biểu trên tin tức, Diệp Sâm lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh đã gọi điện cho Lý Ngạn Chí. Biết Diệp Sâm quan tâm đến Trương Tuyên Tuyên, Lý Ngạn Chí muốn gợi ý cho hai người gặp gỡ nên đã mời Trương Tuyên Tuyên đi ăn nướng khi cô có thời gian. Điền Tịnh Thực và Tiết Linh Kiều cùng về nhà ăn tối với bố mẹ Điền, nơi bố Điền đã chuẩn bị một bữa tối ngon lành, khó từ chối. Tiết Linh Kiều đã uống vài ly rượu. Tối hôm đó, Tiết Linh Kiều nằm trên giường nghỉ ngơi với mắt nhắm lại và Điền Tịnh Thực sau khi tắm xong vào phòng và nhầm tưởng anh đã ngủ nên đã đùa giỡn và gợi ý với anh. Điều Điền Tịnh Thực không ngờ tới là Tiết Linh Kiều không hề ngủ mà còn bị hành động của cô kích thích và cuối cùng hai người đã hôn nhau và trải qua một đêm lãng mạn cùng nhau. Sáng hôm sau, khi Điền Tịnh Thực mở mắt và thấy Tiết Linh Kiều nằm bên cạnh, nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, cô cảm thấy rất ngượng ngùng và đã quấn chăn chạy vào phòng thay đồ. Tiết Linh Kiều theo sau vào và trong lúc hoảng loạn, Điền Tịnh Thực nói với Tiết Linh Kiều rằng cô không nên tận dụng khi anh say rượu. Tiết Linh Kiều giả vờ không hiểu và Điền Tịnh Thực đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh. Lý Ngạn Chí và Diệp Sâm tới vườn nhà Trương Tuyên Tuyên để tổ chức tiệc nướng. Trương Tuyên Tuyên chụp một bức ảnh của Lý Ngạn Chí và Diệp Sâm đang bận rộn với việc nướng thức ăn, đăng lên mạng xã hội với dòng chú thích tiệc nướng trong vườn với bạn trai cũ của ai đó. Điền Tịnh Thực thấy bức ảnh đó và cảm thấy rất bất ổn. Tiết Linh Kiều hỏi cô ý kiến sau khi thử xong quần áo nên cô chỉ lướt qua không mấy quan tâm. Tiết Linh Kiều nhận ra điều này và quyết định phạt một chút bằng cách mua rất nhiều quần áo và phụ kiện, và tất cả đều để Điền Tịnh Thực thanh toán. Vì cô đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với Tiết Linh Kiều, Điền Tịnh Thực chỉ có thể chịu đựng trong im lặng. Trong khi Tiết Linh Kiều và Điền Tịnh Thực đang xem phim, bất ngờ Tiết Linh Kiều nhận được cuộc gọi từ mẹ của Tiểu Quai. Hóa ra, bố của Tiểu Quai đã nợ một khoản nợ nần lớn, bỏ mẹ con Tiểu Quai lại và trốn đi. Mẹ của Tiểu Quai không còn cách nào khác ngoài việc liên tục chuyển nhà. Lần này, người cho vay nặng lãi đã tìm ra địa chỉ nhà họ và đứng chặn trước cửa nhà Tiểu Quai không chịu đi. Mẹ của Tiểu Quai đành phải nhờ cậy vào Tiết Linh Kiều và Điền Tịnh Thực quyết tâm đi cùng Tiết Linh Kiều. Tiết Linh Kiều đã đuổi người đòi nợ và cùng Điền Tịnh Thực đến thăm nhà Tiểu Quai. Khi biết Điền Tịnh Thực là bạn gái của Tiết Linh Kiều, Tiểu Quai không vui và đòi Điền Tịnh Thực từ bỏ Tiết Linh Kiều. Điền Tịnh Thực không chút nhượng bộ và trong cơn tức giận, Tiểu Quai đã đá một cú vào Điền Tịnh Thực. Màn khích tướng của Lý Ngạn Chí thực sự khiến người bí ẩn hỗn loạn. Người bí ẩn đã cử một thám tử tên là Giang lẻn vào trung tâm logistics nhận thư quốc tế, muốn phá hủy bản sao của bức ảnh được cho là từ cô khám. Thực ra, Lý Ngạn Chí cũng đã ngụy trang thành nhân viên và giả vờ làm việc trong xưởng. Đồng thời anh ta cũng chăm chú theo dõi diễn biến trong xưởng qua phòng giám sát của trung tâm logistics. Khi nhân viên trong xưởng đang phân loại các gói hàng thì bất ngờ phát hiện ra rắn và sau đó vô số rắn độc xuất hiện cắn nhiều người. Lý Ngạn Chí ra lệnh cho mọi người khẩn trương sơ tán. Đồng thời anh nhìn thấy bóng dáng lảng vảng trong bưu phẩm được cố ý thiết kế đó, vội vàng chạy đến, kìm nén sự khó chịu của cơ thể để đuổi theo người lấy hàng và từ khoảng cách 2 tầng lầu đã bắn trúng chân người này. Nhưng bản thân anh đã ốm nặng cũng không chịu nổi đau đớn và ngất xỉu. Tiết Linh Kiều từ tòa nhà cao tầng quan sát được tất cả sự việc, thấy bóng dáng của thám tử Giang sau đó đã đến bãi đậu xe dưới lòng đất chờ đợi Giang, người vừa hoàn thành hành vi phạm tội và định trốn thoát. Tiết Linh Kiều bắt giữ Giang để đưa đến cảnh sát, nhưng Giang nói rằng một khi hành vi ác độc của mình được phơi bày, danh tính của Tiết Linh Kiều là thể hồi tỉnh cũng sẽ bị lộ ra và kẻ đứng sau sẽ nhắm mục tiêu vào Điền Tịnh Thực. Tiết Linh Kiều không còn cách nào khác, buộc phải thả Giang đi. Trương Tuyên Tuyên và Diệp Sâm ngồi trong phòng bệnh của Lý Ngạn Chí. Diệp Sâm đã kể cho Trương Tuyên Tuyên nghe về những khó khăn của Lý Ngạn Chí. Trương Tuyên Tuyên gọi điện cho Điền Tịnh Thực và kể cho cô nghe về lý do thực sự mà Lý Ngạn Chí muốn chia tay với cô, khiến Điền Tịnh Thực rất buồn. Nhìn thấy Lý Ngạn Chí đau đớn vì bệnh tật, Điền Tịnh Thực cảm thấy không thể chịu đựng nổi và hy vọng Tiết Linh Kiều có thể sử dụng khả năng đặc biệt của mình để cứu Lý Ngạn Chí. Tuy nhiên, Tiết Linh Kiều cho rằng việc can thiệp bằng sức mạnh siêu nhiên sẽ ảnh hưởng đến trật tự bình thường của xã hội loài người và đã từ chối lời cầu xin của Điền Tịnh Thực. Mặc dù Điền Tịnh Thực rất tức giận nhưng cô vẫn kiên trì thuyết phục Tiết Linh Kiều vì cô không muốn Lý Ngạn Chí phải chết vì ung thư. Thám tử Giang gọi điện cho sếp lớn của mình, người bí ẩn đứng sau cảnh, hóa ra người mà Lý Ngạn Chí đã bắn trúng là Giang. Trước khi hành động, người bí ẩn đã đưa cho anh ta một ống máu để uống ngay sau khi bị thương. Máu này chính là máu mà người bí ẩn đã hút khô từ Tiết Linh Kiều 100 năm trước và chính máu này đã giúp anh ta sống sót cho đến nay. Bây giờ, sau 100 năm, nguồn máu sắp cạn kiệt, người bí ẩn đang cố gắng bắt giữ Tiết Linh Kiều bằng mọi giá. Điền Tịnh Thực chứng kiến cảnh Lý Ngạn Chí nôn ra máu và ngất xỉu tại bệnh viện, cô quyết định bằng mọi giá phải cứu anh. Vì vậy, cô đã mua sữa dê, thức uống yêu thích nhất của Tiết Linh Kiều và trộn thuốc ngủ vào.
Sau khi Tuyết Linh Kiều uống xong, cô giả vờ đã ngủ. Điền Tịnh Thực xin lỗi và giải thích với Tuyết Linh Kiều đang ngủ say rằng cô chỉ cần một chút máu của anh mà thôi. Đến lúc cô chuẩn bị hành động, bất ngờ Tuyết Linh Kiều tỉnh dậy mở mắt. Hóa ra, do trong cơ thể Tuyết Linh Kiều có enzyme phục hồi hoàn hảo, nên mọi loại thuốc đều được phân giải nhanh chóng trong cơ thể anh. Tuyết Linh Kiều nói nếu Điền Tịnh Thực kiên quyết muốn cứu Lý Ngạn Chí, anh sẽ giúp cô làm điều đó, nhưng sau đó anh sẽ rời khỏi nơi này, bởi vì việc làm đó sẽ khiến anh lộ mình trước mặt kẻ địch. Sự im lặng của Điền Tịnh Thực đã cho Tuyết Linh Kiều biết được lựa chọn của cô. Anh nói sẽ sớm rời đi, rồi quay lưng trong nỗi buồn lặng lẽ. Tuyết Linh Kiều một mình ngồi trong phòng, anh nhớ lại cảnh Điền Tịnh Thực quỳ bên thùng rác tìm album và hiểu ra tầm quan trọng của Lý Ngạn Chí đối với cô. Sáng hôm sau, Tuyết Linh Kiều cùng Điền Tịnh Thực đến phòng bệnh của Lý Ngạn Chí, trong lúc bác sĩ và y tá vắng mặt. Anh đã sử dụng máu của mình để cứu sống Lý Ngạn Chí, người đã không còn nhiều thời gian. Sau đó, Tuyết Linh Kiều rời đi một mình. Tuyết Linh Kiều cảm thấy thất vọng với quyết định của Điền Tịnh Thực khi cô sẵn lòng phơi bày anh chỉ để cứu Lý Ngạn Chí, nên anh chạy đến quán bar để tìm Quên Lãng trong rượu. Đêm khuya, Tuyết Linh Kiều say khướt đi dưới cơn mưa tầm tã, vô tình va phải người khác và nhóm đó, với lợi thế đông người, đã đánh anh một trận tơi bời. Điền Tịnh Thực trở về nhà vắng lặng, mở tủ lạnh và thấy bao nhiêu nước ép, cô không khỏi buồn bã khi Tuyết Linh Kiều đã rời đi. Cô đau khổ trước việc anh đã rời xa, trong căn phòng này có quá nhiều kỷ niệm của họ, mỗi ngóc ngách đều khiến cô rơi vào trạng thái buồn bã sâu sắc. Điền Tịnh Thực ngồi sụp xuống đất, khóc nức nở, những kỷ niệm từ khi hai người quen biết đến lúc yêu nhau hiện lên trong tâm trí cô rõ ràng, những ngọt ngào ngày nào giờ chỉ còn là nỗi đau xé lòng. Đồng nghiệp tại sở cảnh sát rất vui mừng khi Lý Ngạn Chí được xuất viện an toàn, thậm chí cả giám đốc cũng phấn khích tuyên bố sẽ chi trả cho bữa tiệc trưa. Điền Tịnh Thực, với tâm trạng rối bời, đã đến nhà bạn thân Trương Tuyên Tuyên. Trương Tuyên Tuyên nói với cô rằng nếu thực sự không muốn từ bỏ thì hãy cố gắng tranh đấu cho điều đó, nhưng Điền Tịnh Thực biết rằng chính hành động của mình đã đẩy Tuyết Linh Kiều vào bước đường cùng. Trương Tuyên Tuyên gợi ý cô nên thử bắt đầu lại với Lý Ngạn Chí, nhưng Điền Tịnh Thực, người đã yêu Tuyết Linh Kiều sâu đậm, đã bác bỏ đề xuất này. Diệp Sâm, người luôn tin rằng thể hồi tỉnh đã sống lại, đã thuyết phục Lý Ngạn Chí lấy mẫu máu của anh để phân tích. Qua nghiên cứu, anh phát hiện ra trong cơ thể Lý Ngạn Chí có enzyme phục hồi giống như trong cơ thể Điền Tịnh Thực. Điều này làm anh càng tin chắc rằng Tuyết Linh Kiều chính là thể hồi tỉnh đã tỉnh lại, nhưng Lý Ngạn Chí kiên quyết cho rằng đó chỉ là suy đoán, anh ta cần bằng chứng. Tuyết Linh Kiều không biết nên đi đâu, đã đến bờ biển, tâm sự với rùa biển về sự thất vọng của mình. Người bí ẩn gọi cho thám tử Giang, báo hiệu đã đến lúc thu hồi lưới, đã đến lúc bắt Tuyết Linh Kiều. Ông ta ra lệnh cho Giang, vào lúc 3 giờ 30 phút chiều hôm sau, hãy gặp nhau tại quán Phúc Trà Trang. Chiều hôm sau, thám tử Giang đến Phúc Trà Trang, điện thoại của Tuyết Linh Kiều nhận được cuộc gọi từ một số không rõ. Với khả năng nghe siêu phàm, anh cảm nhận được có người đứng trước cửa phòng mình rồi sau đó đến phòng khác gặp Giang. Tuyết Linh Kiều vội vàng đến phòng đó nhưng chỉ thấy một người lạ mặt mà anh chưa từng gặp, Giang đã rời đi. Và sự xáo trộn trong phòng đã thu hút sự chú ý của nhân viên phục vụ và một nhóm người, trong đó có Hồng Thế Quang. Hồng Thế Quang mời Tuyết Linh Kiều đi uống trà, anh ta nói đây là lần đầu tiên anh ta đến Phúc Trà Trang để gặp chú họ của mình, Hồng Thế Long, nhưng không ngờ lại bị Hồng Thế Long bỏ rơi. Lý Ngạn Chí đến nhà Điền Tịnh Thực, thấy cô ấy trông rất suy sụp, anh nhận ra Điền Tịnh Thực có thể đã bị tổn thương nặng nề. Tuyết Linh Kiều tiếp tục theo dõi người lạ mà anh gặp tại trà quán, người đó nói với anh rằng Giang đã hẹn anh ta đến trà quán, yêu cầu anh ta đưa một điện thoại và danh thiếp cho người trong phòng VIP vào lúc 3 rưỡi chiều và sau đó chỉ cần ở lại nửa giờ. Tuyết Linh Kiều đến bờ biển, muốn làm rõ mọi mắc kẹt. Bức ảnh trên người đó trông rất giống Hồng Thế Quang, nhưng cũng có thể là chú họ của anh ta, Hồng Thế Long. Lý Ngạn Chí đến trung tâm nghiên cứu, lật xem báo cáo nghiên cứu của Diệp Sâm, trong khi Diệp Sâm cũng lén lút xem hồ sơ vụ án của anh. Khi Lý Ngạn Chí phát hiện ra và muốn ngăn Diệp Sâm đọc tiếp, cả hai đã giành giật tài liệu và lúc này Trương Tuyên Tuyên cũng đến phòng thí nghiệm. Trương Tuyên Tuyên yêu cầu Lý Ngạn Chí dành nhiều thời gian hơn cho Điền Tịnh Thực, vì cô ấy đang buồn chán vì chia tay. Từ đó Diệp Sâm và Lý Ngạn Chí biết được tin tức Tuyết Linh Kiều đã rời đi. Điền Tịnh Thực ngồi trên xe của mình, lo lắng không yên, muốn nhắn tin cho Tuyết Linh Kiều nhưng lại không biết nên viết gì. Lý Ngạn Chí đã yêu cầu Phùng Đông Đông về nhà và tự mình trở thành tài xế cho Điền Tịnh Thực, nhưng cô hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của anh cho đến khi anh mở lời. Cô không biết rằng, vào thời điểm đó, Tuyết Linh Kiều, người nhận được tin nhắn của cô, cũng đã trở về nhà cô. Lý Ngạn Chí và Điền Tịnh Thực trở về nhà cùng nhau, Lý Ngạn Chí đã bày tỏ tình cảm của mình với cô, mong muốn được cô cho một cơ hội nữa. Đúng lúc Điền Tịnh Thực không biết phải phản ứng như thế nào, Tuyết Linh Kiều ẩn nấp trong phòng đã tạo ra tiếng động. Khi Điền Tịnh Thực nhận ra đó là Tuyết Linh Kiều thì vội vàng tìm cách để Lý Ngạn Chí ra về. Nghe thấy lời tỏ tình của Lý Ngạn Chí, Tuyết Linh Kiều rất tức giận và bày tỏ ý định rời đi. Điền Tịnh Thực không giữ anh lại, cả hai đều cố chấp chia tay nhưng sau đó lại vô cùng đau khổ và hối hận. Diệp Sâm luôn tin rằng thể hồi tỉnh đã sống lại và qua suy đoán, anh cho rằng thể hồi tỉnh này ít nhất đã sống trong thế giới loài người được 500 năm. Anh tin rằng chiếc ngọc bội bị mất cách đây 100 năm và thể hồi tỉnh cũng bị đánh chìm xuống biển hơn 100 năm trước. Trong mắt anh, rất có thể kẻ đã ăn cắp ngọc bội chính là thủ phạm. Để xác nhận giả thuyết của mình, anh đã gọi điện cho Điền Tịnh Thực, nói với cô rằng anh đã biết tất cả bí mật, nhưng lời nói đó đã chạm vào nỗi đau của Điền Tịnh Thực. Bởi vì theo cô, chính vì họ biết những bí mật này mà Tuyết Linh Kiều không còn cách nào khác phải rời đi, khiến Điền Tịnh Thực khóc nức nở. Diệp Sâm rất lo lắng nhưng cũng xác nhận được giả thuyết của mình. Lý Ngạn Chí mời Điền Tịnh Thực đi ăn,
Anh đã bày tỏ tình cảm sâu đậm của mình và thậm chí còn rút ra một chiếc nhẫn. Như Điền Tịnh Thực, trái tim đã đầy áp hình bóng của Tiết Linh Kiều, đã phải nói lời xin lỗi với anh. Lý Ngạn Chí nhận được cuộc gọi từ Mực Con, biết rằng Hồng Thế Long sẽ xuất hiện, chuyến bay lúc 5 giờ chiều ngày mai, anh ta sẽ ra nước ngoài. Tất cả những điều này đều được Tiết Linh Kiều ngồi gần đó nghe thấy. Tiết Linh Kiều bị Hồng Thế Quang dẫn dắt nhầm lẫn, luôn tin rằng Hồng Thế Long chính là kẻ thù đã hút cạn máu anh cách đây 100 năm, nên đã theo dõi Hồng Thế Long. Ngay khi Hồng Thế Long vừa đến bãi đậu xe dưới lòng đất của sân bay, Thám Tử Giang, vũ trang đầy mình, xuất hiện và muốn hạ gục Hồng Thế Long. Trong cuộc ẩu đả, anh ta đã đâm Hồng Thế Long. Tiết Linh Kiều kịp thời đến, bóp cổ Hồng Thế Long với ý định giết chết anh ta. Đúng lúc Hồng Thế Long nguy kịch, Lý Ngạn Chí linh cảm được tình hình không ổn, vội vàng gọi Mực Con đến bãi đậu xe. Tiết Linh Kiều sử dụng siêu năng lực để rời khỏi hiện trường, Hồng Thế Long được cứu thoát. Khi tỉnh dậy, Hồng Thế Long nói rằng bây giờ anh ta không muốn nói gì cả. Lý Ngạn Chí đành phải sai cảnh sát canh giữ trước cửa phòng bệnh của anh. Đêm khuya, có hai người đánh nhau dưới lầu. Theo yêu cầu của y tá, cảnh sát canh gác đã xuống kiểm tra. Thực ra, đây là kế hoạch dụ dẫn của Thám Tử Giang. Anh ta lẻn vào phòng bệnh, định siết cổ Hồng Thế Long. Đúng lúc Hồng Thế Long gần như sắp chết, Tiết Linh Kiều kịp thời đến và cứu anh ta. Hành động của Thám Tử Giang khiến Tiết Linh Kiều nghi ngờ phán đoán của mình. Anh nhìn vào bức ảnh gửi từ cô khám và hiểu rằng mình đã bị lừa. Phùng Đông Đông cũng gọi điện, nói với anh rằng bức ảnh đã qua chỉnh sửa sau kỳ, vì vậy người trong ảnh không phải là thủ phạm thực sự đứng sau màn kịch. Lý Ngạn Chí đã truy cập vào hệ thống giám sát của bệnh viện và thấy được hình ảnh của Thám Tử Giang tại hiện trường vụ án. Ngay lập tức anh đã yêu cầu cấp phép bắt giữ. Tiết Linh Kiều đến văn phòng của Thám Tử Giang và lấy đi máy tính của anh ta. Sau đó, anh đến nhà Phùng Đông Đông nhưng bất ngờ gặp Điền Tịnh Thực đang chơi game ở đó. Điền Tịnh Thực kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng, cố tỏ ra bình tĩnh. Tiết Linh Kiều nhờ Phùng Đông Đông giúp mình mở khóa các tệp tin được mã hóa trong máy tính. Sau sự kiện kinh hoàng, Hồng Thế Long đã nói ra sự thật với Lý Ngạn Chí. Anh ta từng sai người đi giết Hồng Thế Quang nhưng không thành và thừa nhận vụ rượt đuổi xe hơi liên quan đến mình. Nhưng đối với vụ án mạng tại biệt thự số 56 và vụ cháy tại buổi tiệc tối, anh ta không biết gì. Hơn nữa, Hồng Thế Long còn nói rằng anh ta tin rằng Hồng Thế Quang không phải là con của chú mình vì anh ta nghi ngờ Hồng Thế Quang đã can thiệp vào kết quả xét nghiệm ADN. Và tất cả những điều này, qua thiết bị nghe trộm, đã được truyền đến tai Hồng Thế Quang từ xa. Tiết Linh Kiều dẫn Điền Tịnh Thực đến bờ biển để thăm người bạn tốt của mình là chú rùa anh hay tâm sự. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Điền Tịnh Thực, Tiết Linh Kiều đã đưa cô đến rừng sâu núi thẳm, nơi anh muốn ẩn cư trong tương lai. Sau cuộc điều tra, Lý Ngạn Chí tin rằng lời nói của Hồng Thế Long không phải là vô căn cứ, nên đã yêu cầu Mực Con phái người theo dõi sát sao Hồng Thế Quang. Trên xe, Hồng Thế Quang bỗng nhiên nhận ra gân xanh trên cơ thể mình nổi lên, anh vội vã xuống xe và lảo đảo bước về nhà, bước đi không vững. Đúng lúc mở cửa nhà, mái tóc đen của anh bỗng chốc bạc trắng. Ngay sau khi Hồng Thế Quang đóng cửa phòng, Trương Tuyên Tuyên cũng đến ngay sau đó. Cô gọi điện cho Hồng Thế Quang, nhưng lạ thay, dù nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong nhà, vẫn không ai mở cửa. Nghi ngờ Hồng Thế Quang, người luôn yếu đuối và hay ốm đau, đã ngất xỉu tại nhà, Trương Tuyên Tuyên vội vàng gọi điện cho Lý Ngạn Chí để cầu cứu. Điền Tịnh Thực trải nghiệm cuộc sống gian khổ trong rừng sâu núi thẳm, cô ôm Tiết Linh Kiều và khóc lóc xin lỗi anh, bởi cô cho rằng chính mình đã đẩy Tiết Linh Kiều vào bước đường cùng. Cô hứa sẽ không bao giờ để anh phải đối mặt một mình nữa. Lời nói này đã chạm đến trái tim Tiết Linh Kiều. Lý Ngạn Chí dẫn người phá khóa và sau đó, bác sĩ đến kịp thời đưa Hồng Thế Quang đến bệnh viện. Lạ thay, lúc này mái tóc bạc trắng của Hồng Thế Quang đã trở lại màu đen. Hóa ra, Hồng Thế Quang với chút sức lực còn lại đã mở cánh cửa của căn phòng bí mật và hút máu được đặt trong đó. Máu đó chính là máu mà anh ta đã lấy từ Tiết Linh Kiều cách đây 100 năm. Trương Tuyên Tuyên phát hiện ra những vết xước trên mặt đất và vô tình chạm vào công tắc mở cửa căn phòng bí mật. Bước vào trong, cô phát hiện ra hàng loạt ống máu được cất giữ kín đáo. Cô gọi cho Diệp Sâm nhưng anh đang trong giờ học nên không nghe máy. Trương Tuyên Tuyên vội vàng muốn chia sẻ cảnh tượng khó tin mà mình đã thấy với Diệp Sâm đã đến trường học. Khi cô định lên lầu, một chiếc xe van dừng lại sau lưng cô và hai gã đàn ông to con mặc kính râm đã không nói không rằng kéo cô lên xe. Hóa ra, Hồng Thế Quang sau khi hồi phục tri giác đã cố tình cho người bắt cóc Trương Tuyên Tuyên để ngăn cô phát hiện ra bí mật của mình. Diệp Sâm nhận được một gói hàng, bên trong là một ống máu mà Trương Tuyên Tuyên lấy từ căn phòng bí mật. Anh ngay lập tức quay trở lại trung tâm nghiên cứu để phân tích máu. Tiết Linh Kiều dẫn Điền Tịnh Thực đến một căn nhà nghỉ ở sâu trong núi và họ đã có một ngày lãng mạn và vui vẻ. Mặt khác, Trương Tuyên Tuyên lại gặp rắc rối khi bọn bắt cóc gọi điện cho mẹ Giang, yêu cầu một khoản tiền chuộc lớn. Mẹ Giang đã tìm đến Lý Ngạn Chí. Lý Ngạn Chí nhận được cuộc gọi từ Mực Con, hóa ra bọn bắt cóc đã gửi video cho mẹ Giang và Hồng Thế Quang vào buổi sáng. Và thư ký của Hồng Thế Quang đã nhầm lẫn gửi video đó như một tài liệu công ty cho tất cả nhân viên, khiến video lan truyền rộng rãi trên mạng. Nghe tin này, Lý Ngạn Chí nhận ra tình hình thực sự rất nghiêm trọng. Điền Tịnh Thực xem tin tức trên TV và biết được chuyện Trương Tuyên Tuyên bị bắt cóc, cô rất lo lắng và vội vàng cùng Tiết Linh Kiều quay trở về nhà. Tiết Linh Kiều nhận ra rằng việc Trương Tuyên Tuyên bị bắt cóc có liên quan mật thiết đến kẻ thù của mình. Điền Tịnh Thực gọi Phùng Đông Đông đến nhà mình, hy vọng tìm ra một số manh mối từ máy tính. Thám Tử Giang gặp gỡ ông chủ của mình, Hồng Thế Quang. Thực ra, Hồng Thế Quang chính là kẻ đứng sau cùng, người đã hút cạn máu Tiết Linh Kiều cách đây 100 năm. Thám Tử Giang yêu cầu Hồng Thế Quang thực hiện lời hứa, trả cho anh ta 1 tỷ, nhưng Hồng Thế Quang là một người tàn nhẫn, muốn giết chết Thám Tử Giang.
Thám tử Giang cho biết mình đã dự đoán được hành động này của Hồng Thế Quang, nên đã để lại những vật quan trọng. Một khi mình chết, những thứ đó sẽ được chuyển giao cho cảnh sát và Tiết Linh Kiều. Hóa ra, mỗi hành động mà Hồng Thế Quang yêu cầu Thám tử Giang thực hiện đều đã được anh ta lưu lại bằng chứng. Vụ cháy tại bữa tiệc là do Thám tử Giang thuê sát thủ chuyên nghiệp, sau đó, anh ta lại đặt một chai nước hoa khiến người ta mất ý thức vào xe của sát thủ. Hồng Thế Quang theo đuổi chiếc xe của sát thủ không buông, khiến sát thủ lao vào lan can và tử vong. Hồng Thế Quang từ đó đạt được mục đích giết người bịt đầu mối. Còn vụ án mạng tại biệt thự số 56 do Thám tử Giang thực hiện, nhưng anh đã lưu giữ bức ảnh của Hồng Thế Quang và mẹ anh ta tìm thấy trong nhà khám trong máy tính. Mặt khác, Phùng Đông Đông cũng đã giải mã được máy tính của Thám tử Giang, tìm ra bức ảnh của Hồng Thế Quang và mẹ anh ta. Điền Tịnh Thực há hốc mồm, Tiết Linh Kiều đã xác nhận giả thuyết của mình. Anh gọi cho Hồng Thế Quang, giả vờ quan tâm đến vụ án của Trương Tuyên Tuyên, đồng thời nhờ Phùng Đông Đông gọi vào số điện thoại của sếp được lưu trong máy tính của Thám tử Giang. Quả nhiên, trong quá trình nói chuyện với Hồng Thế Quang, Tiết Linh Kiều nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Hồng Thế Quang, người luôn cảnh giác, đã nhận ra Tiết Linh Kiều đoán ra được thân phận thực sự của mình, liền không ngần ngại bắn chết Thám tử Giang. Mực Con cũng thông báo cho Lý Ngạn Chí về kết quả điều tra. Bác sĩ đã thực hiện xét nghiệm ADN cho Hồng Thế Quang đã chuyển đến Úc và nhận được một khoản tiền lớn chuyển vào tài khoản của mình khi ông ta rời đi. Và tài khoản chuyển tiền này cùng một tài khoản với người bí ẩn tài trợ cho giáo sư Lý. Lý Ngạn Chí gọi cho Diệp Sâm và cả hai làm sáng tỏ mọi chuyện. Hồng Thế Quang chính là người bí ẩn tài trợ cho giáo sư Lý. Và mẫu máu mà Diệp Sâm nhận được chính là mẫu máu Trương Tuyên Tuyên gửi cho anh. Hồng Thế Quang cũng vì thế mà bắt cóc Trương Tuyên Tuyên. Kết quả nghiên cứu của Diệp Sâm cho thấy mẫu máu đó đến từ thể hồi tỉnh. Anh liền gọi taxi đến nhà Điền Tịnh Thực. Trên đường, một chiếc xe van màu trắng liên tục theo đuổi phía sau, khiến tài xế taxi lo lắng và để Diệp Sâm xuống ở góc đường. Một gã đàn ông to lớn từ chiếc van cầm theo dao lớn muốn tấn công Diệp Sâm. Anh chạy trốn hết sức mình nhưng bị kẻ xấu đuổi theo không buông. Trong giây phút nguy cấp, Tiết Linh Kiều kịp thời đến và cứu Diệp Sâm. Sau đó, Tiết Linh Kiều đến nhà Hồng Thế Quang, phát hiện căn phòng bí mật của anh ta và nhớ lại những chuyện đã xảy ra cách đây vài trăm năm, xác nhận Hồng Thế Quang chính là người đã hút cạn máu của mình. Diệp Sâm cùng Lý Ngạn Chí đến nhà Điền Tịnh Thực, sự thật Tuyên Tuyên ngay trước mắt, ngay cả Lý Ngạn Chí, người luôn chỉ tin vào bằng chứng, cũng phải tin vào giả thuyết của Diệp Sâm. Nhớ lại quá khứ, Tiết Linh Kiều trở về nhà của Điền Tịnh Thực, gặp gỡ Diệp Sâm và Lý Ngạn Chí đang chờ đợi ở đó. Lý Ngạn Chí cảm ơn Tiết Linh Kiều đã cứu mình. Cả bốn người đều xác nhận rằng Hồng Thế Quang chính là người đã bắt cóc Trương Tuyên Tuyên và họ đồng ý hợp tác để cứu cô ra. Trương Tuyên Tuyên bị trói trong căn phòng tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời. Hồng Thế Quang đến và gỡ bỏ chiếc mắt che của cô. Thực ra, Trương Tuyên Tuyên đã đoán ra người đứng sau vụ bắt cóc mình là Hồng Thế Quang, bởi cô biết mình đã phát hiện bí mật không thể lộ ra ánh sáng của anh ta. Anh ta nói với Trương Tuyên Tuyên rằng mình đến để uống ly rượu chia tay và đã kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện của mình. Mặt khác, Tiết Linh Kiều, người đã hồi phục trí nhớ, cũng kể cho Điền Tịnh Thực nghe về quá khứ của mình và Lai Bao. Hóa ra, cách đây hàng trăm năm, Tiết Linh Kiều đã cứu Lai Bao và mẹ anh ta khỏi sự truy đuổi của binh sĩ và đã cưu mang họ như người trong gia đình. Anh ta dạy Lai Bao đọc sách viết chữ và còn chụp ảnh cho Lai Bao và mẹ anh chính là bức ảnh được giữ trong hộp ngọc bội. Sau đó, mẹ của Lai Bao mắc bệnh lao không thể chữa trị và qua đời không may. Khi Tiết Linh Kiều đang tổ chức lễ tưởng niệm cho mẹ Lai Bao bị thương đã đến nhà Tiết Linh Kiều. Tiết Linh Kiều không nỡ để anh ta chết, liền dùng máu của mình để cứu sống Lai Bao. Lai Bao nhìn thấy vết thương của mình bỗng chốc lành lặn, biết được bí mật của Tiết Linh Kiều, anh ta không khỏi sợ hãi. Lai Bao cả ngày rượu chè say sưa, anh ta đã hỏi Tiết Linh Kiều tại sao dù có cách nhưng lại không cứu mẹ mình. Tiết Linh Kiều cho rằng sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên và bản thân anh một trường hợp đặc biệt không thể can thiệp. Lai Bao cầu xin Tiết Linh Kiều biến anh ta thành người bất tử, miễn là Tiết Linh Kiều thỏa mãn yêu cầu này, anh ta sẵn lòng giết người giúp Tiết Linh Kiều. Tiết Linh Kiều nhìn thấy sự tham lam của Lai Bao, nhận ra rằng lòng tốt tức thì của mình đã gây ra sai lầm lớn. Ngày hôm sau, Lai Bao đã đào mộ mẹ mình, lấy cốt và bẫy Tiết Linh Kiều đến một tầng hầm lạnh, cắt đứt động mạch cổ Tiết Linh Kiều và hút cạn máu của anh. Sau đó, Lai Bao dựa vào việc hút máu Tiết Linh Kiều để sống đến ngày nay, liên tục thay đổi danh tính giả mạo. Cho đến gần đây, nhu cầu về máu của anh ta ngày càng tăng nên đã chuyển thể hồi tỉnh đến trung tâm nghiên cứu của giáo sư Lý để nghiên cứu. Nhưng mọi chuyện sau đó đã không diễn ra như kế hoạch của anh ta. Trương Tuyên Tuyên đã thách thức Hồng Thế Quang, hỏi tại sao sau hơn 100 năm sống nhờ vào máu của Tiết Linh Kiều mà anh ta vẫn không thấy đủ. Hồng Thế Quang bực bội phàn nàn về sự bất công của thế giới, vì Tiết Linh Kiều không chỉ sống mãi mà còn có thể bay lên mái nhà chạy trên tường, trong khi bản thân mình sống như một con chuột. Trương Tuyên Tuyên chỉ trích sự tham lam của anh ta, nhưng lại bất lực trước Hồng Thế Quang đầy dục vọng. Bọn bắt cóc gọi điện yêu cầu cha của Giang mang tiền đến điểm hẹn. Lý Ngạn Chí đã sắp xếp lực lượng cảnh sát, tự mình cùng với Mực Con và Diệp Sâm theo dõi xe của cha Giang. Tiết Linh Kiều, người có khả năng bay nhảy trên mái nhà, cũng đang giám sát mọi việc từ trên cao. Lý Yến Chi và bố của Trương đã được những tên bắt cóc chế tạo ra một kế hoạch để thoát khỏi. Và trong khi theo đuổi của những kẻ bắt cóc theo đồng minh của Tiết Linh Kiều, họ đã đến nơi Trương Tuyên Tuyên bị giam giữ. Trái tim của bà Trương cuối cùng cũng được an tâm khi cô ấy thấy Trương Tuyên Tuyên trở về. Lý Yến Chi không thấy Điền Tịnh Thực, người luôn ở bên bà Trương. Mọi người đều nghĩ rằng Điền Tịnh Thực đã về nhà để gặp Tiết Linh Kiều, nhưng họ không biết rằng vào thời điểm này, Điền Tịnh Thực đã bị Hồng Thế Quang, một kẻ điên cuồng, bắt cóc. Tiết Linh Kiều đã nấu một bữa ăn thịnh soạn tại nhà và còn giặt cả ga trải giường. Anh chuẩn bị rời đi,
nhưng đột nhiên nhận được điện thoại của Hồng Thế Quang, dùng Điền Tịnh Thực làm con tin để yêu cầu anh đến gặp mặt. Khi Tuyết Linh Kiều đến nơi hẹn, anh thấy Lai Bảo, người đã từng đối xử với anh một cách thành tâm nhưng cũng đã đẩy anh vào bước đường cùng. Hồng Thế Quang yêu cầu anh vào trong tủ lạnh bên cạnh, chỉ có cách này anh mới có thể thả Điền Tịnh Thực ra. Tuyết Linh Kiều cảnh báo Hồng Thế Quang phải tự giữ mình, không nên giết người vô tội. Sau đó, anh quyết định mạnh mẽ bước vào tủ lạnh. Hồng Thế Quang đã yêu cầu giáo sư Lý đến đây. Ban đầu, anh ta muốn giáo sư Lý rút tủy sống đỏ của Tuyết Linh Kiều và chuyển vào cơ thể của mình. Nhưng giáo sư Lý thẳng thừng nói rằng việc tiêm tủy sống đỏ của Tuyết Linh Kiều vào cơ thể của anh có thể gây ra phản ứng từ chối. Hồng Thế Quang buộc phải yêu cầu giáo sư Lý tạm ngừng hành động và ra lệnh thả Điền Tịnh Thực. Khi tỉnh dậy, Điền Tịnh Thực cảm nhận được không khí lạnh lẽo trong căn phòng. Cô không màng tất cả mà lao vào phòng, phá vỡ kính cửa sổ và cắt vỡ lòng bàn tay của mình bằng mảnh kính, cố gắng đưa máu vào miệng của Tuyết Linh Kiều. Nhưng Tuyết Linh Kiều không phản ứng gì, khiến Điền Tịnh Thực hoảng loạn khóc thét. Giáo sư Lý lẻn vào phòng thí nghiệm một mình với lý do cần thời gian chuẩn bị, còn Hồng Thế Quang cho rằng chiến thắng đã gần, ngồi tự mãn ở bên ngoài chờ đợi. Sau một thời gian dài, Hồng Thế Quang nhận ra điều bất thường và lao vào phòng thí nghiệm, nhưng không thấy bóng dáng của giáo sư Lý. Sự thật là, giáo sư Lý đã từ lâu trốn thoát qua phía khác của phòng thí nghiệm. Ước mơ về sự bất tử của Hồng Thế Quang đã tan vỡ, tâm lý đã biến tướng của anh ta khó chịu chấp nhận sự phản bội từ giáo sư và bắt đầu mất trí. Điền Tịnh Thực liên tục nằm trên người Tuyết Linh Kiều, trong tình trạng hôn mê cô cảm nhận Tuyết Linh Kiều đang gọi cô, yêu cầu cô đưa anh ta về nhà. Dù chỉ còn sức mạnh yếu ớt, Điền Tịnh Thực vẫn đem Tuyết Linh Kiều ra khỏi phòng lạnh. Máu từ lòng bàn tay của cô tiếp tục chảy vào tay của Tuyết Linh Kiều. Rời xa không khí lạnh, Tuyết Linh Kiều dần dần tỉnh lại. Nhìn vào tay Điền Tịnh Thực bị thương, anh biết được sự ân cần của cô. Trước khi Điền Tịnh Thực gặp nạn, Diệp Thần đã kể cho Lý Yến Chi về tình hình của giáo sư Lý, vì anh nghi ngờ gia đình của giáo sư Lý ở Mỹ bị đe dọa. Lý Yến Chi đã hứa sẽ đệ đơn cứu giúp từ cảnh sát hình sự quốc tế. Trong khi đó, mẹ của Tuyên Tuyên cũng nhận được cuộc điện thoại từ Hồng Thế Quang, yêu cầu cô đưa Điền Tịnh Thực đến để trao đổi với Trương Tuyên Tuyên. Trương Tuyên Tuyên đã kể mọi chuyện cho Lý Yến Chi, Diệp Thần và Tuyết Linh Kiều. Diệp Thần liền liên lạc với giáo sư, hy vọng ông có thể ngăn chặn tình hình. Tuyết Linh Kiều cảm thấy mỗi giây phút trì hoãn, Điền Tịnh Thực sẽ rơi vào nguy hiểm hơn và vội vàng đi gặp Hồng Thế Quang. Hồng Thế Quang không còn máu để tiêm, sức lực suy yếu và sau đó bị cảnh sát bắt giữ. Cuộc hỗn loạn cuối cùng đã dần dần trở nên yên bình. Tuyết Linh Kiều cảm thấy không thể tiếp tục sử dụng sức mạnh siêu nhiên của mình để làm loạn trật tự bình thường của thế giới và quyết định rời xa, sống ẩn dật trong rừng sâu. Điền Tịnh Thực ở nhà, chờ đợi ngày qua ngày. Có lẽ cô không cô đơn bởi có những kỷ niệm và tình thương cô dành cho Tuyết Linh Kiều luôn ở bên cô. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn bạn đã xem video.